Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 461, mong thiên đường không có khổ đau. Ngay sau đó, phụt, Trà Tụng chỉ cảm thấy cổ mình chợt lạnh, sau đó là một luồng ấm nóng. Rồi tầm nhìn của hắn trở nên ngả nghiêng, chao đảo. Cộc cộc cộc, Trà Tụng cứ thế đầu một nơi người một nẻo, cái đầu lăn xa mười mấy mét. Lấy được đầu tướng địch trong vạn quân. Ngay sau đó, nơi đây chính là cuộc tàn sát đơn phương. Từng nhóm người ngã xuống, tiếng súng không dứt. Sau đó, mặt đất chất đống thi thể, không khí cũng nồng mùi máu tanh gai mũi. Tiêu Chính Văn không hề dừng lại, anh cõng Long Nhất, nhanh chóng rời đi từ vách núi phía sau. Không đến một phút sau khi bọn họ rời đi, bốn phía đỉnh núi lại lần nữa có rất nhiều binh lính tập kết. Khi nhìn thấy thi thể chất đống ở đây, các binh lính này cũng há hốc miệng kinh ngạc. Có binh lính không thể chịu được cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Tên phó quan dẫn đầu nhìn thấy thi thể của Trà Tụng dưới đất, lập tức hai mắt đỏ ngầu, tức giận gầm lên, lập tức phong tỏa núi Long Môn. Chắc chắn vua Bắc Lương vẫn chưa đi xa, điều động trăm chiếc xe bọc thép và một trung đội máy bay không người lái, tìm kiếm bằng hình thức thả bom trên diện rộng ở núi Long Môn. Ngoài ra, lập tức liên lạc với đại đội pháo binh dưới chân núi, tiến hành cho nổ cả khu vực. Cho dù là một con ruồi thì cũng phải cho nổ chết. Dứt lời, tên phó quan kia đứng nghiêm chào với thi thể của tướng quân Trà Tụng. Các binh lính phía sau cũng làm theo. Cả núi Long Môn nhanh chóng có động tĩnh. Mấy chục nghìn binh lính, cùng với máy bay không người lái đầy trời, bắt đầu tiến hành tìm kiếm trải thảm khắp núi Long Môn. Khu vực nào hơi khác lạ một chút, là đại đội pháo binh dưới chân núi liền dùng hỏa lực bao trùm chỗ đó, thả bom loạn xạ. Ầm ầm ầm, cả núi Long Môn chìm vào chiến hỏa. Tiếng hỏa pháo không dứt, vang vọng phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Những người dân ở thị trấn Thủy Hy gần đó cũng nghe thấy tiếng hỏa pháo từ phía núi Long Môn vọng lại, thậm chí lên cao còn có thể nhìn thấy ánh lửa rực trời. Cả thị trấn cũng lập tức giới nghiêm. Lúc này, Quỷ Đầu Kim và đám thuộc hạ đang đứng ở nơi cao nhất của thị trấn, nhìn về phía núi Long Môn, vẻ mặt nghiêm trọng. Đại nhân, sợ là vua Bắc Lương lành ít dữ nhiều rồi. Cho bom nổ trên diện rộng thế này, thì có ai có thể sống sót chứ, một tên thuộc hạ run rẩy nói. Quỷ Đầu Kim nhếch mép cười khẩy, nói, cho dù đội quân 100.000 người kia đã chết hết thì vua Bắc Lương cũng sẽ không chết ở đây. Về thôi, cứ yên tâm làm việc đi, chẳng mấy chốc, nơi này sẽ bị đội quân các thế lực bao vây. Vâng, đúng rồi, bên phía biên giới Bắc Lương có động tĩnh gì không? Thưa đại nhân, theo tin tình báo anh em báo về, 200.000 quân phá Long Bắc Lương đã sẵn sàng ở biên giới Hoa Quốc, nhìn có vẻ như đang chờ đợi. Tôi hiểu rồi. Cùng lúc đó, trong rừng rậm ở núi Long Môn, Tiêu Chính Văn cõng Long Nhất, chạy như bay trong rừng, phía sau lưng, tiếng nổ của hỏa pháo vang lên không dứt. Mấy lần, có mấy quả đạn pháo sượt qua ngay bên cạnh Tiêu Chính Văn, nổ ầm một tiếng, đất cát tung tóe, ánh lửa ngút trời. Mấy cây cổ thụ cao lớn cũng bị nổ cho gãy lìa. Chủ soái, anh mau đi đi, cứ mặc kệ tôi. Long Nhất được Tiêu Chính Văn cõng sau lưng, lúc này hai mắt đỏ ngầu hét lên. Tiêu Chính Văn vừa chạy như bay vừa hét lại, tướng sĩ Bắc Lương trước giờ không vứt bỏ chiến hữu. Tiêu Chính Văn nhanh chóng chạy tới một vách đá, nhẹ nhàng đặt Long Nhất xuống đất. Sau đó, anh quan sát thật kỹ binh lực. Trận địa pháo binh bên dưới và mấy chiếc máy bay không người lái đang lòng vòng trên không trung. Sau khi im lặng một lúc, Tiêu Chính Văn giấu Long Nhất vào một khe đá, dùng cây bụi và cành cây che lên người anh ta, nói anh ở đây nghỉ ngơi, chờ tôi quay lại. Nếu tôi không quay lại, thì anh tự tìm cơ hội rời khỏi đây. Chủ soái, Long Nhất nghẹn ngào, nước mắt chảy ra. Tiêu Chính Văn mỉm cười, sau đó xoay người, lộn người một cái. Nhảy từ trên vách đá xuống. Anh linh hoạt chẳng khác gì một con khỉ, chỉ trong chớp mắt đã nhảy giữa các mỏm đá nhô ra trên vách. Tiêu Chính Văn nhanh chóng áp sát trận địa pháo binh ở bên dưới. Sau đó, anh chậm rãi nằm dạp xuống, giấu mình sau một vách đá, quan sát kỹ cách bố trí của đại đội pháo binh bên dưới. Lúc này, đại đội pháo binh vừa tiến hành một đợt tấn công, đang là thời gian bổ sung đạn dược và nghỉ ngơi. Trên trời còn có mấy chiếc máy bay không người lái, giám sát chặt chẽ tình hình của đại đội pháo binh.
chắc là đối phương cũng đoán được Tiêu Chính Văn sẽ đến tấn công nơi này. Chờ đến giữa trưa, mặt trời rát bỏng trên đầu. Trong rừng rậm vừa nóng bức vừa ẩm ướt. Các binh lính trong đại đội pháo binh bên dưới, bởi vì cảnh giác và bắn pháo cao độ, nên đã rơi vào trạng thái mệt mỏi. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn ngắm chuẩn một chiếc máy bay không người lái trên không, anh rút mấy cây châm ở thắt lưng ra, vung tay lên, mấy cây châm lập tức bắn ra. Keng keng keng, châm bắn vào trong máy bay không người lái một cách chuẩn xác, phá hủy động cơ trung tâm của chúng. Xèo xèo xèo, chiếc máy bay không người lái kia lập tức bốc khói, lảo đảo nghiêng ngả, sau đó rơi xuống đất, phát nổ. Lúc này, trong phòng tác chiến máy bay không người lái, một người lính lập tức đứng dậy báo cáo. Đại đội pháo binh có địch, máy bay không người lái số hiệu 078 đã bị phá hoại. Lập tức phong tỏa đại đội pháo binh, mau, tăng cường người đến, tuyệt đối không được để vua Bắc Lương thực hiện được mưu đồ. Mấy nghìn binh lính gần đó lập tức bao vây đại đội pháo binh. Còn ở bên này, Tiêu Chính Văn đã nhún người nhảy một cái, căn chuẩn thời gian, xông vào đại đội. Anh chạy như bay, sau đó lộn nhào một cái dưới đất, cả người dán sát xuống mặt đất, như một con hổ, nhanh chóng trèo lên, trốn dưới một chiếc xe tải chở hỏa pháo. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, có một tiểu đội 5 người đi tuần ngang qua. Bọn họ nhanh chóng cảnh giác, tên tiểu đội trưởng nhặt chiếc máy bay không người lái đã cháy rụi dưới đất lên, kiểm tra một lượt rồi báo cáo, tìm thấy rồi, nhưng gần đây không có dấu vết của kẻ địch. Tiêu Chính Văn bò dạp dưới chiếc xe tải, miệng cắn chui một con dao găm, tay phải lấy mấy cây châm ra. Sau đó, anh vung tay, mấy cây châm bay vèo ra, trúng mắt cá chân của mấy binh lính kia. Trong nháy mắt, mấy binh lính kia cảm thấy chân tê dần, ngã xuống đất. Còn lúc này, bụp bụp bụp, Tiêu Chính Văn đang trốn dưới chiếc xe tải, nhanh chóng rút súng ra, chĩa vào đầu mấy binh lính kia. Tất cả đều bị bắn chết. Sau đó, hai chân anh đá mạnh vào chiếc xe tải, cả người trượt ra ngoài. Anh nhanh chóng kéo 5 cái xác ra sau bụi cây bên cạnh, rồi lột quân phục của một người trong số đó mặc vào trong chớp mắt. Tất cả mất chưa đến 3 phút, Tiêu Chính Văn mặc quần áo của phe địch, bước từ sau bụi cây ra. Sau đó, thông qua tai nghe, anh sợ hãi kêu lên, kẻ địch tấn công. Kẻ địch tấn công, khu B đại đội pháo binh có kẻ địch tấn công. Mau mau mau, tất cả tập hợp đến khu B. Tất cả binh lính tuần tra của đại đội pháo binh lập tức đổ dồn về khu B. Còn Tiêu Chính Văn trà trộn sau đám người, ngắm đúng thời cơ, lẻn vào kho đạn dược ở gần đó. Phá mở một hòm đạn, lấy ra mấy chục quả lựu đạn và thuốc nổ, nhanh chóng ném vào dưới hỏa pháo hoặc vào hòm đạn. Làm xong xuôi tất cả, Tiêu Chính Văn lại giết một tiểu đội tuần tra, lục soát được đạn và một khẩu súng bắn tỉa trên người bọn họ. Sau đó, anh nhanh chóng rời khỏi đại đội pháo binh, trèo lên một cái cây cao cách đó mấy trăm mét. Anh ngồi xổm trên một cành cây to, giơ súng bắn tỉa lên, điều chỉnh ống ngắm, tìm được hòm đạn vừa bố trí khi nãy. Lúc này, trong ống kính ngắm bắn không ngừng có binh lính chửi rủa đi qua. Mong là trên thiên đường không có khổ đau. Tiêu Chính Văn nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó ngón tay bóp vào cò súng. Chương 462, Điện Thần Long tập kết. Đoàng! Một viên đạn mang theo lưỡi lửa, lao ra khỏi nòng, vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, tạo ra sóng khí, bắn xuyên qua bụng một tên lính, sau đó trúng vào hòm đạn phía sau. Ầm! Tiếng nổ vang lên, ánh lửa rực trời. Ngay sau đó, ầm ầm ầm, cả đại đội pháo binh nổ liên hoàn. Trong chớp mắt, cả trận địa hóa thành biển lửa. Vô số binh lính bị nổ cho tan xương nát thịt, có người lao ra khỏi biển lửa, nhưng nhanh chóng bị ngã xuống đất. Tiêu Chính Văn đứng trên cây, sắc mặt lạnh lùng, khuôn mặt bị ánh lửa rực trời rọi đỏ bừng. Sau đó, anh xoay người nhảy xuống, chạy trong rừng cây như bay. Sau lưng anh, biển lửa hừng hực, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trời đất. Lúc này, thị trấn Thủy Hy cũng cảm nhận được lực xung kích rất lớn của vụ nổ, rất nhiều người dân đều nhìn về phía ánh lửa ở núi Long Môn. Còn lúc này, phó quan ở khu vực chỉ huy khác nhận được tin đại đội pháo binh toàn quân bị diệt xong, lập tức nổi trận lôi đình, đập nát chiếc điện thoại vệ tinh, gầm lên, khốn kiếp. Vua Bắc Lương khốn kiếp, tao nhất định phải bắt được mày, băm vằm mày ra. Người đâu, lập tức thông báo toàn quân,
tìm kiếm bằng cách giải bom trên diện rộng từ chân núi lên đỉnh núi. Ngoài ra, liên lạc với các đội quân khác đang ở biên giới, điều thêm máy bay trực thăng vũ trang, phong tỏa không vực núi Long Môn. Nhất định phải nhốt được vua Bắc Lương ở núi Long Môn cho tôi. Tên phó quan này biết, nếu vua Bắc Lương mà sống sót rời khỏi đây, thì chắc chắn mấy trăm nghìn quân phá long của Hoa Quốc sẽ đến thảo phạt. Đến lúc đó, đối mặt với mấy trăm nghìn quân phá long, chắc chắn năm nước sẽ phải chịu áp lực nặng nề. Từ đó sẽ có khả năng dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền không thể khống chế được. Vì vậy, vua Bắc Lương buộc phải chết. Lúc này, sau khi rời khỏi đại đội pháo binh, Tiêu Chính Văn lởn vởn trong rừng, giết được mấy tiểu đội tìm kiếm. Cả chiến trường núi Long Môn, cứ thỉnh thoảng lại nhận được tin một tiểu đội ở khu vực nào đó bị giết sạch. Chẳng mấy chốc, các binh lính của liên quân năm nước bắt đầu thấy sợ hãi. Vua Bắc Lương này chẳng khác gì một bóng ma, bất ngờ xuất hiện trong vòng vây của bọn họ, một khi xuất hiện là lại đoạt mạng của một tiểu đội. Không có ngoại lệ. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất trên chiến trường. Bởi vì bạn mãi mãi không biết kẻ địch mà mình đối mặt là ai. Nhưng lúc bạn biết thì đã đầu một nơi người một nẻo rồi. Phụt! Dao của Tiêu Chính Văn cắt trúng cổ một binh lính trước mặt. Tên lính kia ngã ngửa xuống đất. Tiêu Chính Văn cúi xuống, lau con dao găm vào người tên lính kia, sau đó lấy một chiếc điện thoại liên lạc trong người hắn ra. Đây là tiểu đội thứ 23 bị anh giết, cũng là người thứ 209. Là một lính thông tin liên lạc. Tiêu Chính Văn ngồi xổm xuống, mở kênh liên lạc. Lúc này, trong phòng chỉ huy được thành lập tạm thời, điện đài bỗng xuất hiện tiếng lưu điện, sau đó, một giọng nói lạnh lẽo như thần chết vang khắp phòng chỉ huy. Xin chào. Cả phòng chỉ huy yên lặng như tờ. Tên phó quan kia lao tới trước điện đài, chống hai tay lên mặt bàn, lạnh lùng nói, vua Bắc Lương. Đúng vậy, giọng nói lạnh tanh của Tiêu Chính Văn vang lên. Tên phó quan kia cười gằn nói, không hổ danh là vua Bắc Lương. Trong vòng vây của đội quân như vậy, mà vẫn có thể giết được mấy chục tiểu đội của tôi. Anh rất mạnh, nhưng đối mặt với mấy chục nghìn người, anh có thể chống chọi được đến lúc nào chứ? Đầu bên kia đầu tiên là im lặng, sau đó vang lên giọng nói lạnh lùng, người chết tiếp theo chính là anh. Dứt lời, cuộc gọi bị ngắt. Tên phó quan kia đỏ bừng mặt, tức giận siết chặt nắm tay, gầm lên, điều tra ngay lập tức. Xem đây là đơn vị thông tin liên lạc của tiểu đội nào. Ngay và luôn. Cha được rồi tướng quân, là tiểu đội liên lạc của biệt đội thứ 9, cách phòng chỉ huy của chúng ta, 500 mét. Không khí trong phòng chỉ huy lập tức căng như dây đàn. Gò má tên phó quan kia cũng túa mồ hôi như mưa. 500 mét? Có 500 mét thôi sao? Đoàng đoàng đoàng. Cũng đúng lúc này, bên ngoài phòng chỉ huy bỗng vang lên tiếng súng. Tên phó quan kia và mấy binh lính xung quanh đang định lấy súng chạy ra ngoài. Keng keng keng. Một quả lựu đạn lăn từ ngoài cửa vào. Lựu đạn, tên phó quan kia hét lên kinh hãi, lộn một vòng rồi nằm rạp xuống đất. Tiếng bom đinh tai, ánh lửa dập trời, cả phòng chỉ huy bị nổ tan tành. Đất cháy đen rơi xuống rào rào. Mấy binh lính đều bị nổ chết, máu thịt be bét. Tên phó quan kia cũng bị đứt một chân và một cánh tay, cả người toàn máu, hắn nằm trong vũng máu, nhìn khuôn mặt xa lạ đang vác một khẩu súng tiểu liên bước về phía mình. Vua Bắc Lương, tên phó quan kia phun ra máu tươi, cả người run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đứng trước mặt tên phó quan, lấy một bao thuốc ra, châm một điếu, anh rít một hơi rồi nhả khói ra, sau đó ngồi xổm xuống cắm vào miệng tên phó quan. Ngay sau đó, đoàng, khẩu súng trong tay Tiêu Chính Văn nã thẳng vào đầu tên phó quan kia. Cả phòng chỉ huy chìm trong khói lửa. Sau đó, Tiêu Chính Văn nhanh chóng rời khỏi đây. Không đến 5 phút, tất cả các binh lính gần đó đều bao vây lại. Khi nhìn thấy phòng chỉ huy như đống tro tàn, bọn họ đều vô cùng kinh hãi. Vua Bắc Lương này là người hay là ma vậy? Trong vòng vây của bao nhiêu binh lính như vậy mà coi như trốn không người. Đơn thương độc mã tiêu diệt cả phòng chỉ huy. Đáng sợ quá. Không ít liên quân bắt đầu nản lòng. Cứ tiếp tục thế này, sợ là bọn họ sẽ bị đối phương giết từng người một. Có lẽ bọn họ không sợ cái chết khi xông pha chiến trường,
nhưng cảm giác khủng hoảng khi hoàn toàn không biết kẻ địch là ai, khiến bọn họ bắt đầu thấy sợ hãi. Còn lúc này, một chiếc máy bay trực thăng đang lòng vòng trên không trung, khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trên khắp núi Long Môn. Trên máy bay, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, đội mũ tướng, trong chiếc áo bào đen là bộ quân phục, sắc mặt ông ta u ám, nói, lùi binh đi, cứ thế này thì chúng ta sẽ chỉ trở thành vật hy sinh vô ích thôi. Đại soái, lẽ nào cứ thế bỏ qua sao? Đằng sau người đàn ông mặc áo bào đen là một người đàn ông trung niên khác cấp thượng tướng, cầu vai đính ba ngôi sao, hỏi với vẻ không cam lòng. Sắc mặt người đàn ông mặc áo bào đen u ám, ông ta là chủ soái của nước Bắc Ấn, cũng là một trong những người chủ mưu của liên quân năm nước lần này. Nhìn thấy đội quân mấy chục nghìn người tổn thất nghiêm trọng như vậy, ông ta thấy hơi đau lòng. Ông đừng quên mục đích chúng ta làm vậy là gì. Đối phương là vua Bắc Lương, là long soái năm sao của Hoa Quốc. Nếu còn tiếp tục, sợ là 200.000 quân phá long ở biên giới sẽ đánh thẳng đến đây. Người đàn ông mặc áo bào đen lạnh lùng hạ lệnh, rút quân. Rõ. Vị thượng tướng phía sau không cam lòng đáp. Liên quân năm nước ở núi Long Môn nhanh chóng nhận được lệnh rút quân. Giây phút đó, bọn họ vô cùng vui mừng, có cảm giác như thoát khỏi cõi chết. Cuối cùng cũng được rời khỏi nơi quái quỷ này rồi. Rất nhiều người cả đời này không muốn quay lại đây nữa. Nhưng, đúng lúc bọn họ chuẩn bị rút quân, từng tin tức khiến bọn họ khiếp sợ truyền tới dồn dập. Kẻ địch tấn công, khu 100 bị địch tấn công. Đối phương không chỉ có một người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kẻ địch tấn công, khu A có mười mấy tên. Bọn họ đang tàn sát, thật là đáng sợ. Kẻ địch tấn công, khu B xuất hiện một thế lực vũ trang không rõ, đang giao chiến với chúng tôi. Hỏa lực của đối phương quá mạnh. Bảy tiểu đội đã bị tiêu diệt toàn bộ. Từng tin tức khiến toàn quân kinh hãi truyền tới. Tất cả mọi người đều sững sờ. Sao lại thế được? Kẻ địch ở đâu tấn công chứ? Lại còn đồng thời nữa. Trời ơi, là cường giả cấp chiến thần. Khu A xuất hiện ba chiến thần, tám quân vương. Chạy thôi, mau chạy đi, khu B có hai chiến thần, 10 quân vương. A, Điện Thần Long. Bọn họ là người của Điện Thần Long. Cùng lúc đó, trên một vách đá, một mình Tiêu Chính Văn đứng đó ngạo nghễ, cả người dính máu, nhìn ánh lửa rừng rực khắp nơi bên dưới, bóng người chạy như bay trong rừng rậm. Mấy chục bóng người chậm rãi bước ra, sau đó vô cùng cung kính quỳ một gối ở sau lưng Tiêu Chính Văn, kêu lên, Điện Chủ. 300 cao thủ của Điện Thần Long đã tập hợp, xin anh ra chỉ thị. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, ngẩng đầu. Nhìn chiếc máy bay trực thăng ở xa, cách khoảng không nhìn người đàn ông mặc áo bào đen kia, rồi lạnh lùng đáp, giết. 100.000 người không chừa một ai. Chương 463, cuộc họp 6 bên. 300 cao thủ của Điện Thần Long lập tức xuất phát. Vô số bóng người nhảy từ trên vách đá xuống, hóa thành từng chiếc bóng màu đen, xuyên qua rừng rậm. Mỗi bóng người như mãnh hổ xuống núi, thế như trẻ tre. Hất bay mấy trăm binh lính vũ trang đầy đủ trước mặt. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên không dứt trong rừng. Cả núi Long Môn bị chia cắt thành mấy trăm chiến trường nhỏ. Lúc này, các binh lính trang bị đầy đủ vũ khí chẳng khác gì những con dê bị 300 con hổ rình mồi, mặc người giết thịt. Trong rừng, chỗ nào cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng, tiếng pháo và cả tiếng nổ bọc thép. Vèo, một bóng người lướt qua rừng rậm. Kết liễu tính mạng của một đám lính, máu tươi tung tóe. Bóng người kia liếm máu tươi trên con dao, quay người lại, lao tới chiến trường tiếp theo. Ầm ầm, một người đàn ông vô cùng vạm vỡ, mặc áo chống đạn chống cháy nổ tiên tiến nhất, hai tay xách khẩu súng máy nặng mấy trăm cân chỉ có trên máy bay chiến đấu, lưng cõng đạn, tức giận gầm lên, nã súng về phía mấy nghìn binh lính trước mặt. Păng păng păng. Khẩu súng máy 12 nòng kia phun ra làn đạn dày đặc, hóa thành vũ khí của Diêm Vương. Nơi nào đạn bắn tới, hàng trăm binh lính bị bắn như tổ ong. Sâu trong rừng rậm, trên một vách đá, một cô gái có vóc dáng vô cùng nóng bỏng, mặc trang phục chiến đấu màu đen, đeo tai nghe, ngực tấn công mông phòng thủ, buộc tóc đuôi ngựa, chân trái dẫm lên một tảng đá, trong tay cầm một khẩu Barrett, nhìn chiếc xe bọc thép chở đầy binh lính trong ống ngắm. Sau đó,
Cô gái nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng quyến rũ, bóp cò súng. Một tiếng đoàng vang lên. Khẩu Barrett bắn ra một quả đạn, lập tức xuyên thủng thùng xăng của chiếc xe bọc thép cách đó nghìn mét. Chiếc xe bọc thép phát nổ, biến thành một ngọn đuốc rực lửa, mấy chục binh lính lập tức bị ngọn lửa nuốt chừng, kêu lên thảm thiết, người dính lửa chạy khắp nơi, cuối cùng ngã xuống đất, biến thành cái xác đen thui. Cảnh tượng như vậy đang diễn ra ở khắp núi Long Môn. Nơi nào cũng có lửa cháy, nhìn từ trên cao xuống, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Trên chiếc máy bay trực thăng ở trên không, người đàn ông mặc áo bào đen hai mắt đỏ ngầu, tức giận gầm lên, vua Bắc Lương chết tiệt. Khốn kiếp, khốn kiếp. Rút, bảo bọn họ mau rút. Rõ. Nửa ngày sau, trời đã sắp tối. Ở thị trấn Thủy Hy. Trong một căn cứ quân sự được canh gác nghiêm ngặt nhất của thị trấn. Cuộc họp sáu bên. Lúc này, trong phòng họp, các tướng của năm nước biên cương đang ngồi đầy ở đây. Và cả hai kẻ chủ mưu của hành động lần này, hai người cấp chủ soái. Là hai chủ soái của nước Bắc Ấn và Bắc Việt, Thái Lợi Cách và Tùng Tán. Lúc này, nhìn cả phòng họp, các sĩ quan ai nấy đều tỏ vẻ tức giận. Xung quanh phòng họp cũng có các binh lính cầm súng canh gác nghiêm ngặt. Đã nửa tiếng rồi, tại sao đại diện của Hoa Quốc còn chưa đến? Khốn kiếp! Cố ý muốn chúng ta mất mặt chứ gì? Cùng lắm không đàm phán nữa. Cứ thế đánh thôi, xem ai sợ ai. Lúc này, sĩ quan của năm nước đều mất hết kiên nhẫn. Vừa rồi, trong trận chiến núi Long Môn, bọn họ đã tổn thất gần 50.000 binh lực, không thể không lập tức thông báo với trong nước. Sau đó điện cho Hoa Quốc, cầu xin người của Hoa Quốc ra mặt đàm phán, mới dừng được trận tàn sát tiếp diễn. Nếu không, rất có thể đội quân 100.000 người sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Tuy Hoa Quốc đã dừng nguy cơ lần này, nhưng cũng không cho năm nước cơ hội thương lượng. Đó là tất cả mọi việc ở biên giới đều do vua Bắc Lương phụ trách. Nhưng ý của vua Bắc Lương lại rất rõ ràng, giết. 100.000 người không chừa một ai. Vậy nên, năm nước bất đắc dĩ phải đầu hàng, từ đó mới có cuộc họp sáu bên, bàn bạc vấn đề bồi thường tiếp theo. Nhưng đến giờ, vua Bắc Lương vẫn chưa xuất hiện, thậm chí một người lính của Bắc Lương vẫn chưa thấy đâu. Những người ở đây, bình thường ở trong nước đều là những nhân vật tai to mặt lớn, sao có thể chịu được nỗi nhục này chứ? Tiếng tranh cãi vang lên ngày càng nhiều trong phòng họp. Nhưng hai nhân vật cấp chủ soái là Thái Lợi Cách và Tùng Tán lại chỉ sắc mặt lạnh lùng, yên lặng chờ đợi. Rầm, cánh cửa phòng họp bỗng nhiên bị đá mạnh ra. Cả người Tiêu Chính Văn đầy máu, còn chưa thay quần áo. Đằng sau anh là bốn cường giả chiến thần của Điện Thần Long, cùng anh bước vào phòng họp. Tiêu Chính Văn vừa xuất hiện, cả phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh. Bởi vì khí thế quá mạnh. Lúc này, cả người Tiêu Chính Văn là ý chí chiến đấu và sát khí bùng nổ. Nhất là máu trên người anh, khiến sĩ quan các nước có mặt đều nhìn nhau, kinh hồn khiếp đảm. Đây chính là, vua Bắc Lương của Hoa Quốc ư. Trẻ như vậy sao? Vua Bắc Lương, cậu có ý gì vậy? Giết 20.000 quân của bổn tướng. Mối thù này tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Chẳng phải cậu muốn đàm phán sao? Được thôi, bồi thường 100 tỷ USD. Ngoài ra, cắt ba thị trấn Tạp Nhĩ, Nê Lợi Trại, Ông Trấn ở biên giới cho chúng tôi. Nếu không nước thổ áo tôi sẽ điều 300.000 quân áp sát Hoa Quốc. Lúc này, một tướng quân có vóc dáng thấp bé đứng phắt lên. Sắc mặt ông ta rất giận dữ. Lần này năm nước liên hợp tác chiến, 100.000 quân, chết hơn 50.000, bên ông ta là tổn thất nặng nề nhất. Có 20.000 binh lính chết. Phá hoại mấy trăm hỏa pháo. Và mấy biệt đội máy bay không người lái. Nếu cứ cúp đuôi trở về như vậy thì sợ rằng cái chức tướng quân của ông ta cũng không còn nữa. Tiêu Chính Văn nhíu mày, cất bước đến bàn họp, giơ chân lên đạp bay cái bàn trước mặt tên tướng quân kia. Ông ta hoảng sợ, trượt chân một cái, ngã luôn xuống đất. Sau đó, anh lạnh lùng nhìn tên tướng quân đang vội vàng bò dậy, yêu cầu cắt đất bồi thường, nói tướng quân nước thổ áo, hình như ông quên mất một chuyện nhỉ. Bây giờ là các ông cầu xin tôi đàm phán. Nếu ông không phục, thì bây giờ có thể cút ra ngoài, đưa 300.000 quân đến đây. Cậu, tên tướng quân nước thổ áo vô cùng phẫn nộ, hất mạnh tay hét lên, được. Cậu muốn khai chiến chứ gì?
Thế thì cậu đợi đấy, chúng ta đi. Tên tướng quân nước Thổ áo vung tay lên, dẫn theo mười mấy thuộc hạ định rời đi. Tuy nhiên, câu nói cuối cùng của Tiêu Chính Văn lại khiến ông ta không cất nổi bước nữa. Ai bước ra khỏi phòng họp này chính là kẻ địch của Bắc Lương tôi. Đối với kẻ địch thì Bắc Lương chỉ có một quy tắc, đó là giết không tha. Lập tức, mấy trăm cường giả của Điện Thần Long ở ngoài cửa nhìn tên tướng quân nước Thổ áo đang đứng ở cửa với ánh mắt lạnh lùng. Trán tên tướng quân kia túa mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy. Còn lúc này, Tiêu Chính Văn kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, nghịch khẩu súng bạc trong tay, sau đó đặt lên bàn, lạnh lùng nói, còn ai yêu cầu Hoa Quốc tôi cắt đất bồi thường thì cứ đứng ra đây. Chương 464, chấn động Hoa Quốc. Cả phòng họp yên lặng như chết. Không ai dám thở mạnh. Chủ yếu là vì sát khí trên người Tiêu Chính Văn quá mạnh. Nhất là máu trên người anh, cho thấy anh vừa trải qua một trận chiến lớn. Sắc mặt của tướng quân nước Thổ áo vừa phẫn nộ vừa trắng bệch. Vốn dĩ ông ta định lấy thế lực lớn để đè người, nhưng không ngờ lại bị vua Bắc Lương chèn ép ngược lại. Thấy mọi người không nói gì, Tiêu Chính Văn mới lạnh lùng lên tiếng, nếu các người đã không có gì muốn nói, thì tôi sẽ nói yêu cầu của tôi. Thứ nhất, rút quân, cách biên giới 20 dặm, thiếu một tấc thôi là 300.000 quân phá long của Bắc Lương tôi sẽ tiến thẳng tới, đánh vào tận thành phố thủ phủ của các người. Trời! Các sĩ quan nghe thấy thế thì sắc mặt nghiêm trọng, tức lắm mà không dám nói gì, tất cả đều nhìn về phía hai vị chủ soái là Thái Lợi Cách và Tùng Tán ngồi đầu tiên. Ánh mắt hai người cũng vô cùng lạnh lùng, nhìn Tiêu Chính Văn, lặng lẽ gật đầu đáp, được. Tiêu Chính Văn tuét miệng cười, sau đó nói, thứ hai, vây giết tôi thì phải trả giá, 50 tỷ USD, hãy nhớ là mỗi nước chừng đó tiền. Nghe thấy thế, sĩ quan các nước đều phẫn nộ. Không thể nào, 50 tỷ USD, sao cậu không đi cướp luôn đi? Vua Bắc Lương, chúng tôi tới là để đàm phán, chứ không phải để mặc cho người khác giết thịt. Mẹ kiếp, cậu tưởng chúng tôi dễ bắt nạt lắm chắc, không bồi thường gì cả, cùng lắm đánh một trận. Nhìn các sĩ quan đứng lên chỉ vào mình chửi mắng, Tiêu Chính Văn điềm nhiên cầm khẩu súng bạc trên bàn lên, bắn lên không trung liên tiếp 3 phát. Cả phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Tiêu Chính Văn cũng lạnh lùng đáp, không bồi thường thì cũng được. Cứ chuẩn bị nghênh chiến đi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đứng dậy, không hề có ý ở lại. Lần này thì các sĩ quan kia đã hoảng hồn. Nếu đánh với Hoa Quốc thật, thì bọn họ chẳng được lợi gì cả. Hoa Quốc hiện giờ đã không còn yếu ớt như trăm năm trước nữa rồi. Mà là một nước lớn đứng hàng đầu trên thế giới. Hơn nữa, quân phá Long Bắc Lương ở biên giới phía Bắc Hoa Quốc chẳng khác gì một thanh kiếm sắt treo lơ lửng trên đầu bọn họ. Khai chiến với 300.000 quân phá Long của Bắc Lương chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng bọn họ lại không cam lòng để mặc người ta giết thịt như vậy. Thấy Tiêu Chính Văn sắp rời đi, mọi người đều sốt ruột nhìn về phía Thái Lợi Cách và Tùng Tán đang ngồi. Thái Lợi Cách mặc áo bào đen, lúc này cũng nhíu mày, lên tiếng, vua Bắc Lương, chúng tôi có thể đồng ý với điều kiện 50 tỷ USD. Ông ta vừa nói xong, các sĩ quan đại diện tuy đau lòng, nhưng hình như hiện giờ không còn cách giải quyết nào ổn thỏa hơn là đồng ý. Tiêu Chính Văn dừng chân, quay lại, nở nụ cười nhạt, nhìn mọi người nói, điều kiện thứ ba, trong vòng 5 năm, biên giới 5 nước không được vượt khỏi ranh giới 20 dặm mà tôi vừa vạch cho các người. Nếu có hành động đi quá ranh giới, 300.000 quân phá long của Bắc Lương tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Bọn họ đều im lặng, Thái Lợi Cách và Tùng Tán nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu, tỏ ý đã chấp nhận. Sau đó là lễ ký kết hiệp ước. Đại diện sĩ quan của 5 nước đứng trước ống kính, mặt ủ mày trao, sắc mặt rất khó coi. Chỉ mỗi Tiêu Chính Văn là cười tươi rói. Trước khi rời đi, Tiêu Chính Văn nhìn Thái Lợi Cách và Tùng Tán, hỏi tôi rất muốn biết lần này là ai đứng sau sai khiến các ông. Thái Lợi Cách và Tùng Tán lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, chuẩn bị bỏ đi. Nhưng Tiêu Chính Văn lại thản nhiên rút một điếu thuốc ra, hỏi có phải là nhà họ Viên không? Bước chân Thái Lợi Cách dừng lại, nhíu mày, quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, nhếch môi cười khẩy, đáp, vua Bắc Lương, tôi rất kính trọng và khâm phục cậu. Nếu cậu không ở Hoa Quốc được nữa thì có thể đến nước Bắc Ấn tìm tôi. Dứt lời,
Thái Lợi Cách đi thẳng. Trong phòng họp, Tiêu Chính Văn im lặng rất lâu rồi mới đứng dậy, rời khỏi thị trấn Thủy Hy. Lúc trời chạng vạng, 200.000 quân Phá Long đã tập kết ở biên giới. Hoa Hồng Đỏ dẫn theo 7 tướng quân chiến thần từ Long Nhị đến Long Bát, đứng đầu đội quân chờ đợi, nhìn về cuối con đường duy nhất nối từ biên giới đến thị trấn Thủy Hy. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị xuất phát. Hoa Hồng Đỏ không chờ được nữa, vung tay lên, chuẩn bị dẫn đội quân áp sát. Nhưng đúng lúc này, phía cuối con đường, một chiếc xe jeep quay lưng với ánh chiều tà đỏ rực, xuất hiện trong mắt mọi người. Ở đầu xe là lá cờ Hoa Quốc tung bay theo gió. Hoa Hồng Đỏ và 7 vị tướng quân cấp chiến thần đều tỏ vẻ kích động. Tiêu Chính Văn lái chiếc xe jeep, Long Nhất ngồi ở ghế lái phụ, lao đến trước mặt mọi người. Chủ soái, anh không sao chứ? Anh Long Nhất bị thương rồi sao? Mau đưa đến bệnh viện. Mọi người vừa hưng phấn vừa lo lắng kêu lên. Tiêu Chính Văn nhảy từ trên xe xuống, chạm nắm đấm với mấy chiến tướng Bắc Lương. Ngày hôm sau, tin tức vua Bắc Lương đơn thương độc mã đấu với đội quân 100.000 người của năm nước, giết 9 cường giả cấp chiến thần, đồng thời ký 3 hiệp ước có lợi cho Hoa Quốc, lan khắp cả nước, lập tức khiến trong nước xôn xao bàn tán. Cả Hoa Quốc vui mừng rộn ràng. Uy danh của vua Bắc Lương lại lần nữa tăng cao. Đương nhiên, tất cả đều là ý của 4 ông già trong Long Các. Đồng thời, tin này cũng được truyền thông phương Tây đưa tin, lập tức khiến các nước mạnh khiếp sợ. Vua Bắc Lương Hoa Quốc quả thực là vô địch đương thời. Một mình mà giết được 9 cường giả cấp chiến thần, hơn nữa, tất cả đều là chiến thần thiên cấp 4 sao. Thật là đáng sợ. Buổi sáng, vua Bắc Lương được tiếp kiến thiên tử, nói chuyện khoảng một tiếng, rồi Tiêu Chính Văn mới rời khỏi thiên tử các ở Long Kinh. Vốn dĩ anh định đến Long Các thăm 4 các lão, nhưng bởi vì quá nhớ Khương Vi Nhan, nên chiều hôm đó anh đã ngồi máy bay chuyên dụng trở về Tu Hà. Vừa hạ cánh, xuống máy bay, Tiêu Chính Văn mới biết tin anh giết 9 cường giả chiến thần và 50.000 quân ở biên giới năm nước đã lan khắp đường lớn ngõ nhỏ, ai ai cũng biết. Các đầu ngõ ở Tu Hà đều treo cờ của Hoa Quốc. Trên đường, không khí nô nức, người dân đều đang ăn mừng chiến thắng này. Tiêu Chính Văn không chậm trễ chút nào, về thẳng nhà mới. Anh mở cửa, cười tươi rói gọi, Vi Nhan, Nana, anh về rồi đây. Nhưng trong nhà không ai đáp lại. Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, lượn một vòng trong nhà, không có ai cả. Lạ thật, ra ngoài rồi sao, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Nghĩ rồi anh gọi điện thoại cho Khương Vi Nhan. Điện thoại vừa được kết nối, đã nghe thấy giọng nói hơi hoài nghi của Khương Vi Nhan ở đầu bên kia, Chính Văn, anh về rồi sao? Tiêu Chính Văn cười đáp, ừ, anh mới về, em với Nana ra ngoài chơi rồi sao? Hả? À, vâng, em với Nana đang ở bên ngoài, giọng nói Khương Vi Nhan nghe có vẻ do dự và khó xử. Sao thế vợ, có phải em gặp chuyện gì không? Sao anh thấy giọng em là lạ, Tiêu Chính Văn hơi lo lắng nói. À, không có gì, em đang ăn cơm với một người bạn. Khương Vi Nhan mỉm cười, nhìn về phía Lương Thiên Thụy ngồi đối diện. Lương Thiên Thụy đang gắp thức ăn cho Nana, nhìn thấy sắc mặt Khương Vi Nhan hơi hốt hoảng. Nhếch môi cười khẽ, nói, Vi Nhan, bảo Chính Văn đến ăn cùng đi. Tiêu Chính Văn nghe rõ mồn một câu nói này, sắc mặt anh lập tức u ám, hỏi, em đang ăn cơm với Lương Thiên Thụy à? Khương Vi Nhan thở hắt ra, đáp vâng, anh ấy mời em và Nana đi ăn, bọn em đang ở nhà hàng Thiên Lai. Tiêu Chính Văn cúp máy, nhảy lên chiếc xe điện, chạy thẳng tới nhà hàng Thiên Lai. Lương Thiên Thụy khốn kiếp. Dám tán tỉnh Khương Vi Nhan nhân lúc anh không có nhà. Chương 465, hậu quả tự chịu. Tiêu Chính Văn nhanh chóng đến nhà hàng Thiên Lai, vừa vào cửa đã nhìn thấy 3 người đang vui vẻ. Lương Thiên Thụy tỏ vẻ rất quan tâm và dịu dàng, đối xử với Nana không có gì để chê, liên tục gắp thức ăn và nịnh cho cô bé vui. Khuôn mặt Khương Vi Nhan cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn Nana đang cười tươi rói với ánh mắt đầy yêu thương. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng bước vào, gọi, Nana. Nana quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chính Văn, cô bé chạy tới nhào vào lòng anh, kêu lên, bố về rồi. Tiêu Chính Văn ngồi xổm xuống, bế Nana lên, vẻ mặt tươi cười, véo cái mũi nhỏ của cô bé, đáp, bố về rồi đây.
Nana ôm cổ Tiêu Chính Văn, hôn một cái vào mặt anh, sau đó vui vẻ nói, bố ơi, chú Lương mời con và mẹ đi ăn, ngon lắm ạ. Tiêu Chính Văn mỉm cười, nhìn về phía Khương Vi Nhan, cô có vẻ mất tự nhiên, đứng lên nói, Chính Văn, anh về rồi ạ. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó nhìn về phía Lương Thiên Thụy, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Lương Thiên Thụy tỏ vẻ rất hào phóng, nói Chính Văn, mau ngồi đi, vốn dĩ tôi muốn mời anh nữa, nhưng Vi Nhan lại bảo anh đã rời Thu Hà vì một số chuyện riêng. Không ngờ anh lại về đúng hôm nay, thêm một đôi đũa và cái bát thôi mà. Tiêu Chính Văn cười ha hả, rồi ngồi luôn xuống, tươi cười đáp, Tổng Giám Đốc Lương được đấy, nhà hàng Thiên Lai giá không rẻ đâu. Lương Thiên Thụy cười nhạt nói, đâu có, đâu có, tôi với Vi Nhan đã nhiều năm không gặp, đúng lúc mời cô ấy bữa cơm, tiền không thành vấn đề, dù sao tôi cũng không có gì ngoài tiền. Ồ, Tiêu Chính Văn gật đầu nói, nếu đã vậy thì tôi không khách sáo nhé. Lương Thiên Thụy chìa tay ra nói đầy tự tin, đương nhiên rồi, anh thích ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi mời. Tổng Giám Đốc Lương khách sáo quá, vậy tôi cứ tự nhiên thôi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn gọi nhân viên tới, chọn một loạt các món ăn đắt nhất của nhà hàng, ví dụ như bào ngư, phi cá, gan ngỗng truffle, trứng cá muối. Cứ món nào đắt là anh gọi. Cuối cùng còn gọi một chai Lafite năm 1982. Nhìn thấy nhân viên phục vụ mang các món ăn lên, và cả chai Lafite, nụ cười trên khuôn mặt Lương Thiên Thụy hơi đông cứng lại, khóe miệng giật giật, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Tên Tiêu Chính Văn này giáp tâm sao? Anh ta chưa từng được ăn ngon chắc. Nhưng, trước mặt Khương Vi Nhan, hắn chỉ có thể tỏ vẻ ga lăng, khẽ nở nụ cười, nói, dạ dày anh Tiêu tốt thế, gọi nhiều món thế này. Tiêu Chính Văn cười bình thản, đáp trước kia tôi từng làm lính, nên ăn nhiều lắm. Khương Vi Nhan ở bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Chính Văn gọi lung tung toàn các món đắt tiền, sắc mặt hơi khó coi, cô khẽ kéo cánh tay Tiêu Chính Văn. Nhỏ giọng nói, anh làm gì thế? Sao lại gọi nhiều món như vậy? Tiêu Chính Văn cười đáp, đương nhiên là để ăn rồi. Sau đó, anh nhìn về phía Lương Thiên Thụy, hỏi Tổng Giám Đốc Lương, chắc không phải anh không mời nổi đấy chứ? Ha ha, đâu có, đâu có, cứ gọi thoải mái đi, Lương Thiên Thụy cười đáp, ánh mắt lạnh tanh. Ăn cho lòi hỏng đi thằng vô dụng. Đến lúc thanh toán, Lương Thiên Thụy nhìn thấy tờ hóa đơn 50.000 tệ. Khuôn mặt tỏ vẻ đau xót. Nếu đây là mời Khương Vi Nhan thì hắn rất vui lòng. Nhưng mời thằng vô dụng Tiêu Chính Văn thì trong lòng hắn rất khó chịu. Tuy nhiên vì thể diện, hắn chỉ đành cắn răng trả tiền. Khương Vi Nhan ra sức xin lỗi, nói Thiên Thụy, em xin lỗi, tháng sau có lương em sẽ trả anh số tiền này. Tuy cô không biết hôm nay Tiêu Chính Văn bị làm sao, nhưng cô không thể lợi dụng người ta như vậy được. Lương Thiên Thụy vội vàng xua tay đáp, không cần, không cần, một bữa cơm thôi mà, anh vẫn mời được, đâu giống một số kẻ nào đó. Câu nói này hơi có ý mỉa mai. Nhưng Tiêu Chính Văn chẳng thèm quan tâm. Khương Vi Nhan cũng cười lúng túng, quay đầu lạnh lùng lườm Tiêu Chính Văn đang bế Na Na ăn kem. Về em sẽ xử lý anh, Khương Vi Nhan nhỏ giọng nói. Sau đó, mấy người chuẩn bị rời đi. Nhưng, đúng lúc này, cửa nhà hàng bỗng xuất hiện một chiếc Lincoln dáng dài. Trước sau đều có 3 chiếc xe jeep quân dụng. Trên xe cũng có binh lính vũ trang đầy đủ nhanh chóng nhảy xuống, canh gác nghiêm ngặt xung quanh nhà hàng. Sau đó, mấy tên vệ sĩ mặc vest đen đứng bên cạnh chiếc Lincoln dáng dài, mở cửa xe ra, một người đàn ông trung niên mặc vest màu xám và một người đàn ông trung niên mặc quân phục bước xuống. Ha ha, Thiếu tướng Lâm, đây chính là nhà hàng của tôi. Nào nào nào, mời ông vào trong. Người đàn ông trung niên mặc vest kia rất nhiệt tình mời người đàn ông mặc quân phục. Sau đó, 7-8 binh lính hộ tống thiếu tướng mặc quân phục và người đàn ông mặc vest, bước vào nhà hàng. Cảnh tượng này đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của khách khứa trong nhà hàng. Ngay cả Lương Thiên Thụy và Tiêu Chính Văn đang chuẩn bị ra cửa cũng ngoảnh ra nhìn. Lúc Lương Thiên Thụy nhìn thấy hai người bước vào cửa, hắn liền trợn tròn mắt. Kích động kêu lên, ôi vãi, là Thiếu tướng Lâm của Sở Chỉ huy quân đội tỉnh. Vi Nhan, em ở đây chờ anh chút nhé, anh qua đó chào hỏi chút. Lương Thiên Thụy vô cùng kích động, lập tức bỏ lại Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, nhanh chân bước tới. Nhưng,
Hai người lính mang theo súng chặn luôn Lương Thiên Thụy lại, lạnh lùng nói cấm được lại gần. Nếu không tôi bắn. Lương Thiên Thụy cuống quýt la to, tôi quen giám đốc Dư. Giám đốc Dư, giám đốc Dư, chú Dư, là cháu đây, cháu là Lương Thiên Thụy, con trai của Lương Thiên Long. Người đàn ông mặc vest xám nghe thấy tiếng gọi của Lương Thiên Thụy, bèn quay đầu lại, lúc nhìn thấy hắn, ông ta cũng tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó bước tới, vui mừng kêu lên, Thiên Thụy. Cháu về nước lúc nào thế? Lương Thiên Thụy vội vàng đẩy hai người lính trước mặt ra, xông tới, bắt tay với Dư Hằng Lập, cung kính nói, chú Dư, cháu mới về vài ngày trước, vẫn chưa kịp đến nhà chào hỏi chú. Dư Hằng Lập mỉm cười, vỗ vai Lương Thiên Thụy, đáp, giỏi lắm, mới 2 năm không gặp, không ngờ cháu lại đẹp trai hơn rồi. Vừa khéo hôm nay chú mời thiếu tướng Lâm của sở chỉ huy quân đội tỉnh, cháu cũng qua gặp đi. Thật ạ, thế thì tốt quá, cháu cảm ơn chú. Khuôn mặt Lương Thiên Thụy tràn đầy kích động. Dứt lời, hắn bước lên mấy bước, nhưng đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói, chú Dư, cháu còn hai người bạn nữa. Ồ, gọi luôn qua đây đi cho vui, Dư Hằng Lập cười thản nhiên. Lương Thiên Thụy hào hứng vội vàng bước tới trước mặt Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, nói với cô, Vi Nhan, mau cùng anh đi gặp thiếu tướng Lâm của sở chỉ huy quân đội tỉnh đi. Chuyện này có lợi rất lớn cho em và nhà họ Khương đấy. Khương Vi Nhan sửng sốt, cũng kích động nói, thiếu tướng Lâm của sở chỉ huy quân đội tỉnh sao? Thật chứ? Đương nhiên là thật rồi. Khuôn mặt Lương Thiên Thụy đầy hưng phấn, vội vàng kéo Khương Vi Nhan định đi. Nhưng hắn lại cầm phải một bàn tay rất rộng rãi, làn da thô ráp. Tiêu Chính Văn cười nhạt nhìn Lương Thiên Thụy, nói, Tổng Giám Đốc Lương, anh nắm tay tôi làm gì vậy? Lương Thiên Thụy vội vàng hất tay của Tiêu Chính Văn đi, lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn, bây giờ tôi không thèm nhiều lời với anh. Tôi muốn dẫn Vi Nhan đi gặp một nhân vật tai to mặt lớn. Nếu anh thật lòng muốn tốt cho cô ấy thì đừng đi theo. Nếu anh muốn đi theo thì đừng nói lung tung. Nếu không, đắc tội nhân vật tai to mặt lớn đó, xảy ra chuyện gì anh cũng không gánh nổi đâu. Hiểu chưa? Chương 466, ai mới là nhân vật lớn? Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, bất mãn nói, nhân vật lớn thì có liên quan gì đến vợ tôi? Nói xong, anh kéo tay Khương Vi Nhan, nói, Vi Nhan, chúng ta về nhà thôi. Nhưng Khương Vi Nhan lại do dự. Cô rút tay ra, vẻ mặt trần trừ. Sau đó nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn, nói, hay là anh và Nana về trước đi. Quả thực bây giờ cô đang rất cần các mối quan hệ. Nhà họ Khương cũng cần. Nếu như có thể làm quen với thiếu tướng Lâm của sở chỉ huy quân đội tỉnh thì đó sẽ là một sự trợ giúp đắc lực cho Khương Vi Nhan. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn sững sờ. Anh không hiểu Khương Vi Nhan muốn làm gì. Vi Nhan, em thật sự muốn, Tiêu Chính Văn hỏi. Anh chưa kịp nói xong, Lương Thiên Thụy đã nhào tới, đẩy Tiêu Chính Văn ra, cao giọng nói, Tiêu Chính Văn, anh chẳng qua chỉ là thằng ở rể vô dụng mà thôi. Có một số người cả đời này anh cũng không thể tiếp cận được đâu. Nếu Vi Nhan có thể làm quen với nhân vật lớn như thiếu tướng Lâm thì là vinh dự của cô ấy. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng gây chuyện, lãng phí cơ hội ngàn năm có một ngày. Nói xong, Lương Thiên Thụy nhìn Khương Vi Nhan, làm động tác mời, nói, Vi Nhan. Chúng ta đi thôi. Khương Vi Nhan khẽ gật đầu. Sắc mặt Tiêu Chính Văn trở nên u ám, lạnh lùng nói, chỉ là một thiếu tướng của sở chỉ huy quân đội tỉnh thôi mà, nhân vật lớn gì chứ? Nếu vợ tôi muốn làm quen thì tôi có thể tìm nhân vật lớn hơn. Nghe vậy, sắc mặt Lương Thiên Thụy tối sầm lại, không ngừng chế nhạo, Tiêu Chính Văn, anh đang nói nhảm gì vậy? Tôi biết anh là lính xuất ngũ, nhưng một tên danh như anh thì có thể quen biết nhân vật lớn nào chứ? E là cả đời này, sĩ quan cao nhất mà anh từng gặp cũng chỉ là thiếu tá Hàn, cựu tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội Tu Hà mà thôi. Thiếu tá và thiếu tướng chỉ sai lệch một chữ, nhưng đẳng cấp lại hơn kém rất nhiều. Nói xong, Khương Vi Nhan cũng thấy hơi áy náy, nhìn Tiêu Chính Văn, nói, Chính Văn, anh đừng nói nhảm nữa. Anh và Nana về trước đi, lát nữa em sẽ về. Tiêu Chính Văn chỉ thờ ơ nói, Vi Nhan. Nếu em muốn làm quen với thiếu tướng Lâm ở tỉnh thì anh có thể thu xếp cho em gặp mặt. Giọng của câu nói này không lớn, nhưng lúc này ở cửa nhà hàng vô cùng yên tĩnh, nên vang khắp nơi. Những vị khách xung quanh đều sững sờ.
Lương Thiên Thụy càng chế nhạo thêm, Tiêu Chính Văn, anh nghĩ mình là ai hả? Nhân vật lớn như Thiếu Tướng Lâm là người mà anh muốn gặp thì gặp sao? Ngay cả đẳng cấp như tôi còn phải cẩn thận tiếp đón. Anh cũng không thèm nhìn lại mình xem là thứ rác rưởi gì. Buồn cười chết mất. Tên Tiêu Chính Văn này lại dám nói năng vớ vẩn như vậy. Nhất định phải khiến anh ta và Khương Vi Nhan ly hôn. Một cô gái xinh đẹp như Khương Vi Nhan không nên kết hôn với một tên ngu ngốc như vậy. Lúc này, Dư Hằng Lập đang đứng đợi bên kia, dẫn theo mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen đi tới, hỏi Thiên Thụy, có chuyện gì vậy? Đừng để Thiếu Tướng Lâm đợi lâu. Lương Thiên Thụy vội vàng nói, chú Dư, bây giờ cháu đi ngay đây ạ. Dư Hằng Lập khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Khương Vi Nhan xinh đẹp, cười nói, ồ, đây là bạn cháu sao? Lương Thiên Thụy vội vàng giới thiệu, chú Dư, đây là Khương Vi Nhan mà cháu từng nhắc đến với chú. À, chú nhớ ra rồi, Dư Hằng Lập chợt bừng tỉnh, đưa tay lên, mỉm cười nói, xin chào tiểu thư Khương, tôi là Dư Hằng Lập, ông chủ của tập đoàn nhà hàng Thiên Lai. Ông chủ Dư, xin chào. Khương Vi Nhan cũng cung kính chào hỏi. Vị này là... Dư Hằng Lập nhìn Tiêu Chính Văn. Đây là chồng tôi, Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan nhanh chóng giới thiệu. Nghe vậy, Dư Hằng Lập liếc nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó lại nhìn Lương Thiên Thụy, nói Thiên Thụy à, không ngờ tiểu thư Khương bạn Thanh Mai Trúc Mã của cháu lại kết hôn rồi. Dư Hằng Lập không thường xuyên đến Tu Hà nên không biết nhiều về nhà họ Khương ở Tu Hà. Cũng không biết thân phận của Tiêu Chính Văn. Lương Thiên Thụy ngượng ngùng cười nói, chú Dư, chú đừng nói đùa nữa, bây giờ cháu và Vi Nhan chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi. Đương nhiên nếu một ngày nào đó Vi Nhan nghĩ thông suốt rồi thì cháu cũng không ngại kết hôn với cô ấy. Hắn nói ra câu này trước mặt Tiêu Chính Văn có nghĩa là hoàn toàn không coi Tiêu Chính Văn ra gì. Tiêu Chính Văn nhíu mày. Dư Hằng Lập cũng tiếp lời, đừng nói chuyện này nữa. Nếu chúng ta đều quen biết nhau, vậy thì đi cùng đi. Nói xong, Dư Hằng Lập dẫn đầu, đi lên phòng bao trên tầng. Sắc mặt Lương Thiên Thụy tối sầm lại, bất lực nhìn Tiêu Chính Văn, nói, đi cùng đi. Sau đó mọi người đi theo Dư Hằng Lập cùng lên phòng bao. Ở cửa phòng bao còn có hai binh lính cầm súng canh gác. Họ đẩy cửa vào, trong phòng bao, Thiếu Tướng Lâm ngồi ở vị trí chính giữa, xung quanh là bốn binh lính cầm súng. Ánh mắt lạnh lùng dò xét. Thiếu Tướng Lâm, để ông đợi lâu rồi, tôi vừa gặp mấy người quen. Dư Hằng Lập bước vào với nụ cười cung kính, nói, đây là Lương Thiên Thụy, con trai của Lương Thiên Long bạn tốt của tôi. Còn hai người này bạn của Thiên Thụy, tiểu thư Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Nói xong, Dư Hằng Lập ra hiệu cho mấy người Lương Thiên Thụy nhanh chóng chào hỏi Thiếu Tướng Lâm. Lương Thiên Thụy vội vàng đi lên chào hỏi. Căng thẳng nói, Thiếu Tướng Lâm, chào ông, tôi là Lương Thiên Thụy, bố tôi là Lương Thiên Long, mẹ tôi là Triệu Ngọc Hoàn, bố mẹ tôi hiện giờ đang ở nước ngoài làm ăn, tôi vừa về nước, đang chuẩn bị mở một công ty làm ăn buôn bán ở Tu Hà, sau này, mong Thiếu Tướng Lâm quan tâm giúp đỡ nhiều. Lương Thiên Thụy nói xong, Thiếu Tướng Lâm đang ngồi chỉ thờ ơ gật đầu, không thèm nhìn hắn mà cứ mãi nhìn vào điện thoại. Sau đó... Lương Thiên Thụy vội vàng nhìn Khương Vi Nhan, nói nhỏ, Vi Nhan, đến lượt em rồi. Khương Vi Nhan cũng bước lên trước, nói, xin chào Thiếu Tướng Lâm, tôi là Khương Vi Nhan, người nhà họ Khương ở Tu Hà. Nội dung giới thiệu ngắn gọn, xúc tích. Có lẽ Thiếu Tướng Lâm đã bị giọng nói ngọt ngào của Khương Vi Nhan thu hút, ông ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức bị vẻ đẹp của Khương Vi Nhan hút hồn, ông ta cười nói, xin chào tiểu thư Khương. Tu Hà quả nhiên là nơi nuôi dưỡng những người đẹp. Khương Vi Nhan cũng sững sờ và kích động. Không ngờ Thiếu Tướng Lâm lại chào hỏi với mình. Dư Hằng Lập và Lương Thiên Thụy bên cạnh cũng rất khen tị. Rất ít người có thể khiến Thiếu Tướng Lâm để ý và chào hỏi. Sau đó, Khương Vi Nhan dùng bàn tay nhỏ bé của mình kéo Tiêu Chính Văn, ra hiệu cho anh giới thiệu bản thân. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là binh lính xuất ngũ. Có lẽ sẽ dễ thu hút Thiếu Tướng Lâm hơn. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lương Thiên Thụy cảm thấy không vui, hắn không muốn để Tiêu Chính Văn chiếm hời. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ bước lên, sửng dưng nói, Tiêu Chính Văn, binh lính xuất ngũ Bắc Lương, từng là sĩ quan chỉ dạy võ thuật. Nghe vậy, sắc mặt của Thiếu Tướng Lâm đột nhiên trở nên vô cùng phấn khởi.
Binh lính xuất ngũ Bắc Lương. Vậy mà lại là binh lính. Ông ta nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Nhưng một giây sau, ông ta sững sờ, lập tức hoảng sợ đứng dậy, cung kính chào chủ. Chương 467, kính chào vua Bắc Lương. Nhưng, lời nói của ông ta mắc kẹt trong cổ họng, bị ánh mắt của Tiêu Chính Văn ngăn lại. Lâm Lập Quân không bao giờ ngờ rằng có thể gặp vua Bắc Lương danh tiếng nhất Hoa Quốc trong nhà hàng Thiên Lai nhỏ bé này. Đây chính là Long Soái năm sao của Hoa Quốc, người vừa giết 9 vị chiến thần ở biên giới Hoa Quốc. Thậm chí hơn một nửa trong số 100.000 quân của năm quốc gia đã bị giết và bị thương. Còn bắt bọn họ phải ký 3 hiệp ước có lợi to lớn cho Hoa Quốc. Vua Bắc Lương bây giờ vang danh khắp nơi. Toàn bộ sĩ quan ở Hoa Quốc đều biết chuyện này, cũng đều nhận được thông báo trong nội bộ chiến khu. Lúc nãy, Lâm Lập Quân xem điện thoại chính là đang xem thông báo nội bộ chiến khu. Lúc ông ta nhìn thấy vua Bắc Lương, trong lòng vô cùng sùng bái và kích động. Vua Bắc Lương là vị chủ soái được rất nhiều người muốn đi theo. Lâm Lập Quân là một trong số đó. Thấy Lâm Lập Quân đột nhiên đứng dậy cúi chào, khuôn mặt Dư Hằng Lập và Lương Thiên Thụy đầy vẻ kinh ngạc. Trời ơi! Thiếu tướng Lâm mà lại phải cúi chào tên vô dụng ăn bám này sao? Chuyện gì vậy? Ánh mắt Lương Thiên Thụy đầy vẻ nghi ngờ, nhìn Tiêu Chính Văn và Lâm Lập Quân với vẻ khó hiểu. Dư Hằng Lập cũng hít sâu, lông mày nhíu chặt, thắc mắc khó hiểu. Lúc này, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chính Văn ngăn mình lại. Lâm Lập Quân lập tức phản ứng lại, vị chủ soái Bắc Lương này không muốn để lộ phân phận trước mặt người khác. Vì vậy, ông ta đổi giọng chào hỏi, thì ra là binh lính Bắc Lương, cảm ơn các cậu đã vất vả bảo vệ biên giới Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn cũng lịch sự trả lời, thiếu tướng Lâm khách sáo quá rồi. Thấy thế, Lương Thiên Thụy và Du Lập Hằng mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra thiếu tướng Lâm chỉ là kính trọng Bắc Lương mà thôi. Thiếu chút nữa họ còn tưởng rằng Tiêu Chính Văn là nhân vật lớn nào đó, khiến thiếu tướng Lâm phải đứng dậy cúi chào. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt nghi ngờ, lông mày lá liễu khẽ cau lại, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Du Hằng Lập cũng nhanh chóng bước lên, cười nói, không ngờ, cậu Tiêu lại là binh lính xuất ngũ Bắc Lương. Hôm nay, trong bản tin mới phát sóng, chủ soái Bắc Lương đã một mình giết 9 vị chiến thần, còn tiêu diệt hơn 50.000 quân lính. Đem về vinh quang cho Hoa Quốc. Nói xong, Dư Hằng Lập nâng ly lên, tỏ ý nói, nếu đã như vậy thì chúng ta cùng nhau nâng ly kính chủ soái Bắc Lương một ly. Được được được, nâng ly chúc mừng Bắc Lương, chúc mừng chủ soái. Thiếu tướng Lâm đương nhiên rất vui, vội vàng cầm ly lên, tỏ ý với Tiêu Chính Văn. Mọi người nâng ly chúc mừng. Sau đó cùng ngồi xuống. Dư Hằng Lập nói, có vị chủ soái Bắc Lương này đúng là may mắn lớn của Hoa Quốc, nghe nói cậu ấy còn chưa đến 30 tuổi đã đạt thành tích Long Soái năm sao, là người đầu tiên ở Hoa Quốc trong vòng 100 năm đạt thành tích này. Thiếu tướng Lâm tràn đầy phấn khích và thán phục, nhìn Tiêu Chính Văn nói, đúng vậy, vua Bắc Lương chính là tượng đài vĩnh hằng trong lòng tôi. Có cậu ấy thì mới có Hoa Quốc đứng đầu thế giới. Nhân vật lớn như vậy, chúng ta rất hiếm gặp được. Nào, kính thêm ly nữa. Nói xong, Lâm Lập Quân lại tỏ ý nâng ly với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng không từ chối, uống cạn ly rồi nói, đều là hư danh mà thôi, là binh lính bảo vệ quốc gia mới là nhiệm vụ hàng đầu. Đúng vậy, Tiêu, lời cậu Tiêu nói rất đúng, Lâm Lập Quân cười đáp. Nhưng Lương Thiên Thụy lại lạnh lùng nói, ha ha, Tiêu Chính Văn, anh thì hiểu cái quái gì chứ? Nếu nhân vật lớn như chủ soái Bắc Lương xuất hiện trong căn phòng này, xuất hiện trước mặt chúng ta thì chúng ta quỳ xuống tiếp đón còn không kịp ấy chứ. Còn hư danh, loại hư danh này anh có sao? Vậy sao, vậy anh có thể quỳ xuống luôn rồi đấy, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, đặt ly rượu xuống. Mọi người đều im lặng, toàn bộ phòng bao nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Vậy anh có thể quỳ xuống luôn rồi đấy. Lương Thiên Thụy trừng mắt. Tức giận liếc xéo Tiêu Chính Văn. Tên này đang nói gì vậy? Tiêu Chính Văn, anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi có thể quỳ xuống trước mặt vua Bắc Lương, chứ anh là cái thá gì hả? Muốn tôi quỳ xuống ư? Anh nhận nổi không? Lương Thiên Thụy quát lớn, khuôn mặt tức giận đỏ bừng. Dư Hằng Lập cũng nhíu mày, nhìn Tiêu Chính Văn, khẽ lắc đầu.
Một chàng trai trẻ không biết trời cao đất dày trong một dịp quan trọng như này là lại dám vô lễ như vậy. Lẽ nào cậu ta tưởng mình là binh lính xuất ngũ Bắc Lương được thiếu tướng Lâm chúc vài ly rượu là có thể vênh váo sao? Đúng là không biết điều. Ngay cả Khương Vi Nhan cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn, nhanh chóng kéo tay Tiêu Chính Văn, nói nhỏ, Chính Văn, anh đang nói gì vậy? Còn không mau xin lỗi đi. Nhưng Tiêu Chính Văn lại xoa đầu Na Na bên cạnh, bình thản nói, chẳng phải anh ta muốn quỳ xuống đón tiếp vua Bắc Lương sao? Bây giờ quỳ đi, anh nhận được. Dầm. Lương Thiên Thụy tức giận đập bàn, chỉ vào Tiêu Chính Văn mắng chửi, hỗn láo. Trước mặt thiếu tướng Lâm mà cũng dám nói những lời nhảm nhí như vậy. Anh tưởng mình là vua Bắc Lương sao? Lấy tư cách gì mà thay vua Bắc Lương chứ? Dư Hằng Lập cũng lạnh lùng nói, tiểu thư Khương, chắc là chồng cô uống say rồi. Khương Vi Nhan cũng vội vàng cúi đầu xin lỗi, tôi xin lỗi, chồng tôi uống say rồi, tôi sẽ đưa anh ấy ra ngoài ngay. Nói xong, Khương Vi Nhan đứng dậy, kéo Tiêu Chính Văn rời đi. Nhưng, Tiêu Chính Văn không đứng dậy, mà ngược lại còn tự rót cho mình một ly rượu, nâng ly với thiếu tướng Lâm, nói, thiếu tướng Lâm, tôi kính ông ly này, cũng là kính Bắc Lương. Sắc mặt Lâm Lập Quân khẽ thay đổi, toàn thân khẽ run rẩy, nhanh chóng nâng ly rượu lên. Nhưng một giây tiếp theo, ông ta đặt ly rượu xuống, lập tức đứng dậy, bước ra khỏi ghế, đi đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, quỳ một gối, cung kính nói, Lâm Lập Quân thiếu tướng sở chỉ huy quân đội tỉnh, kính chào vua Bắc Lương. Dầm! Cả phòng bao đột nhiên trở nên im lặng chết người. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Lập Quân đang run rẩy và Tiêu Chính Văn. Thiếu tướng Lâm vừa nói gì? Kính chào vua Bắc Lương. Khuôn mặt Lương Thiên Thụy và Dư Hằng Lập đầy vẻ kinh hoàng, hai mắt trợn tròn. Khương Vi Nhan kinh ngạc, đưa tay che miệng, mắt mở to lấp lánh. Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương. Chuyện này, sao có thể chứ? Lương Thiên Thụy, chẳng phải anh nói sẽ quỳ xuống đón tiếp vua Bắc Lương sao? Bây giờ, sao không quỳ thế? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Bịch! Lương Thiên Thụy quỳ xuống đất, nhanh chóng bỏ tới trước mặt Tiêu Chính Văn, cả người run rẩy, nói tôi Lương Thiên Thụy, kính chào, vua Bắc Lương. Dư Hằng Lập cũng vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói, tôi Dư Hằng Lập kính chào vua Bắc Lương. Không nhìn thấy thiếu tướng Lâm quỳ gối dưới đất đó sao? Chuyện này sao có thể là giả đây? Trời ơi! Người đàn ông trước mắt thật sự là vua Bắc Lương giành được chiến công lớn sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, đứng lên, bế Na Na và kéo Khương Vi Nhan với vẻ mặt sững sờ rời khỏi phòng bao. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, Lâm Lập Quân nhanh chóng đứng dậy. Lương Thiên Thụy và Dư Hằng Lập cũng đứng dậy theo. Vẻ mặt căng thẳng hỏi, thiếu tướng Lâm, người đó thật sự là vua Bắc Lương sao? Lâm Lập Quân cười nói, đương nhiên, không phải. Dầm! Nghe vậy, cả hai người chết lặng. Không phải! Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiếu tướng Lâm, ông đừng hù dọa chúng tôi nữa, cậu ta thật sự không phải vua Bắc Lương sao? Vậy tại sao vừa rồi ông lại quỳ chào cậu ta? Còn gọi vua Bắc Lương, Dư Hằng Lập vội vàng hỏi. Lâm Lập Quân vỗ vai Dư Hằng Lập, nói, ông chủ Dư, ông thật kém hiểu biết. Bây giờ vua Bắc Lương đang nổi tiếng khắp nơi. Tiêu Chính Văn mặc dù là binh lính xuất ngũ Bắc Lương, nhưng đã là binh lính Bắc Lương thì đều có công lao với nước, đều là anh hùng trấn giữ biên cương. Hơn nữa vị vua Bắc Lương này luôn bảo vệ người của mình, nếu Tiêu Chính Văn nói chúng ta không tôn trọng vua Bắc Lương thì sau này chúng ta phải làm sao đây? Nói xong, Lâm Lập Quân liền rời khỏi phòng bao. Dư Hằng Lập và Lương Thiên Thụy cũng đã hiểu. Tên Tiêu Chính Văn đáng chết, lại dám cáo mượn oai hùng. Lương Thiên Thụy tức giận siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu. Nghĩ đến cảnh lúc nãy quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, trong lòng hắn liền vô cùng tức giận. Còn bên kia, sau khi ra khỏi nhà hàng. Lúc bước ra cửa, Khương Vi Nhan kéo Tiêu Chính Văn lại, nghi ngờ hỏi, Tiêu Chính Văn, đợi đã, anh thật sự là vua Bắc Lương sao? Chương 468, vô cùng xấu hổ. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu cười đáp, không phải. Hả? Khương Vi Nhan ngẩn người, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy vẻ nghi hoặc, vậy, vừa rồi anh. Tiêu Chính Văn giải thích, em quên rồi sao? Anh là lính giải ngũ ở Bắc Lương, hiện nay Bắc Lương đã lập được chiến công, và
vang danh cả nước. Nếu thiếu tướng Lâm không muốn gặp rắc rối thì chắc chắn ông ta sẽ làm như vậy. Dù sao, người đảm nhận vị trí cao nghiễm nhiên sẽ để ý những điều đó. Nghe vậy, Khương Vi Nhan cũng đã hiểu. Vừa nãy, Tiêu Chính Văn muốn lấy danh nghĩa quân đội ra dọa bọn họ mà thôi. Cô cười tủm tỉm, hờn dỗi trách móc Tiêu Chính Văn, anh tùy tiện dùng tên tuổi của người khác như vậy, nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm thế nào. Tiêu Chính Văn nhún vai nói, không sao đâu, chủ soái luôn bảo vệ cấp dưới bọn anh. Còn em nữa, sao lại ra ngoài ăn tối với Lương Thiên Thủy? Nói đến đây, mặt Tiêu Chính Văn nhăn nhó khó coi, có vẻ như anh đang ghen. Nhìn Tiêu Chính Văn như vậy, Khương Vi Nhan thích thú trêu chọc, anh đoán xem. Vợ à, sau này em đừng tiếp xúc với tên Lương Thiên Thủy đó nữa, anh ta không phải người tốt đâu. Ánh mắt anh ta nhìn em chẳng đứng đắn chút nào. Khương Vi Nhan chắp tay sau lưng, hất cằm đắc ý, sao thế, anh ghen à? Đúng, anh ghen, có kẻ để mắt đến người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc này của anh thì biết làm sao đây. Hôm nay là anh nể mặt em, nếu không anh đã đánh cho anh ta một trận nhớ đời rồi, Tiêu Chính Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe thấy thế, Khương Vi Nhan vui mừng ra mặt, được rồi, không trêu anh nữa. Lương Thiên Thụy chỉ muốn mời em và Nana dùng bữa cơm thôi. Suy cho cùng em và Thiên Thụy quen biết từ nhỏ nên cũng không tiện từ chối. Sở dĩ em sợ anh ghen nên mới không nói với anh. Nói xong, Khương Vi Nhan mỉm cười, sải bước kiêu hãnh tựa thiên nga, bước đến ngồi lên chiếc xe điện. Còn đứng đó làm gì nữa, mình về nhà thôi, Khương Vi Nhan cười nói. Tiêu Chính Văn nhún vai, cúi xuống bế Nana ngoan ngoãn trong vòng tay. Hai bố con cùng nghiêng đầu nhìn nhau. Tiêu Chính Văn lái xe điện đưa Khương Vi Nhan về nhà. Trên đường đi, hai người cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đón cơn gió đêm hè mát mẻ, ngắm nhìn những ánh đèn neon thật khiến con người ta sảng khoái, dễ chịu. Chính Văn, hôm trước anh đi đâu mà không nói với em, Khương Vi Nhan ngồi ghế sau xe, tay ôm Nana, hỏi Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười trả lời, anh đến Bắc Lương. Chiến khu xảy ra chút chuyện, anh đến đó xử lý. Ồ, Khương Vi Nhan gật đầu, hỏi tiếp, anh kể chuyện lúc anh đi lính đi, em chưa từng được nghe. Được thôi. Tiêu Chính Văn mỉm cười, Bắc Lương ở phía bắc của Hoa Quốc, đường biên giới dài hơn 1000 cây số, tiếp giáp với 5 nước, anh ở trong quân đội, những người anh em của anh. Tiếng cười nói vang vọng dọc con đường. Tiêu Chính Văn rất hào hứng, nhắc đến cả những trải nghiệm xương máu của mình trong quân đội. Khương Vi Nhan nghe mà lo âu, Tiêu Chính Văn càng hào hứng kể, cô càng lo lắng, thậm chí sợ hãi. Hóa ra Tiêu Chính Văn đã trải qua bao lần thập tử nhất sinh. Không ngờ chồng cô lại tài giỏi như vậy. Sáng hôm sau, Tiêu Chính Văn rời khỏi căn nhà mới. Mới sáng sớm, Đỗ Tình Tuyết đã gọi anh đến công ty. Tối qua, xe điện của anh bị thủng lốp, chưa có thời gian sửa. Tiêu Chính Văn đành phải đi bộ đến trạm xe buýt gần đó bắt xe. Nhưng vừa khéo anh lại gặp An An trợ lý của Đỗ Tình Tuyết. Hello, An An, Tiêu Chính Văn cười tươi chào hỏi. Hôm nay An An mặc bộ váy công sở màu trắng, nhưng nhìn đi nhìn lại, cô ta rất có nét của phụ nữ Giang Nam điển hình, một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất như bước ra từ truyện tranh vậy. Mái tóc dài ngang vai đen nhánh, làn da trắng mịn, căng bóng, khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu. An An bước đến đứng cạnh Tiêu Chính Văn, khiến anh cảm thấy không khí đột nhiên trở nên trong lành lạ thường. Thật sự là quá đẹp, nhân vật trong truyện tranh cũng không đẹp bằng cô ta. À, Tiêu Chính Văn, anh cũng đứng đây đón xe à, An An hơi bất ngờ. Tiêu Chính Văn nhún vai, ừ, cũng vừa đến thôi. An An mỉm cười. Hôm nay cô rất xinh đẹp. Tiêu Chính Văn tiếp lời khen ngợi cô ta. Người ta nói, khen ngợi người khác là một việc tốt, có thể giúp họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. An An vén tóc bên tai, ngại ngùng nói cảm ơn. Hai người cứ thế trò chuyện vài câu. Sau khi bước lên xe, vẻ đẹp của An An khiến mọi người trên xe đều không thể rời mắt. Tiêu Chính Văn đi sau An An cảm thấy bản thân cũng như bị người ta nhìn chằm chằm. Thật không may. Người đợi xe ở bến này nhiều quá, vừa lên xe đã không còn chỗ ngồi. An An đứng bên cửa, tay vịn vào chiếc vòng treo trên xe. Tiêu Chính Văn đi sau,
nhìn thấy mấy thanh niên xăm trổ đang hao háo liếc nhìn, có ý muốn tiếp cận An An. Anh nhếch mép cười nhạt, không khách khí bước đến đẩy thanh niên xăm trổ đó ra sau. Gã thanh niên xăm trổ tức tối trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng thấy anh cao to hơn liền lẳng lặng lùi sang một bên. Tiêu Chính Văn đứng sau An An, dùng thân hình cao to của mình che chắn cho cô ta. An An ngây người, đôi lông mày lá liễu nhíu lại định nói gì đó thì thấy Tiêu Chính Văn nháy mắt với mình và cười nói, trợ lý An, sau này ra đường nhớ bảo mấy vệ sĩ đi cùng, bọn côn đồ lưu manh trên xe này không ít đâu. An An nhìn quanh, bắt gặp những ánh mắt thèm khát của đám đàn ông trên xe, không khỏi nhíu mày. Không phải An An không hiểu ý đồ của bọn chúng. Trước đây cô ta cũng từng bị bọn biến thái quấy rối trên xe buýt, nhưng luôn nhắm mắt cho qua. An An xấu hổ hơi nghiêng người về phía trước, cố gắng giữ khoảng cách với Tiêu Chính Văn. Lần đầu tiên tiếp xúc với người khác giới ở cự ly gần như vậy, An An không thoải mái lắm. Trên xe lắc lư theo quán tính, cô ta cảm thấy vòng ba đầy đặn của mình liên tục chạm vào vật cứng phía dưới của Tiêu Chính Văn. An An vươn tay giữ chặt chiếc vòng treo trên xe, muốn thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này. Cô ta cảm nhận rõ hơi thở mình đang trở nên gấp gáp, hai má nóng bừng bừng. Cũng không còn là đứa trẻ 13, 14 tuổi chưa hiểu chuyện, cô ta biết rõ vật cứng mà mình chạm phải là gì. Nhưng, phía sau An An, Tiêu Chính Văn đứng rất vững chãi, như thể chân anh đang dính chặt vào mặt đất. Mỗi lần xe lắc lư, cô ta đều không đứng vững được mà vô tình chạm vào người anh. An An xấu hổ tột cùng. Anh có thể đứng lùi ra sau một chút được không? Hai má An An đỏ bừng, lấy hết can đảm nói với Tiêu Chính Văn. Chương 469, mau chết đi. Không lùi được, đông quá, Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. An An nghe vậy lại không nghĩ ra được gì để phản bác, cô ta vén tóc rơi xuống bên tai lên, mang tai đỏ cả mảng. Tên này bị sao vậy, chẳng lẽ anh ta không cảm nhận được sao? Là anh ta cố ý. An An bồn chồn ngồi không yên, bờ mông đầy đặn mềm mại truyền tới cảm giác khác thường, khiến cô ta thầm thấy điên rồ. Tiêu Chính Văn cười nhạt nhưng lại khiến mấy tên côn đồ xung quanh rất ganh tị. Vì khoảng cách giữa Tiêu Chính Văn và An An đã gần quá rồi. Đặc biệt hơn là những sợi lông tơ trên đôi má hồng của An An được ánh sáng chiếu rọi, phản chiếu của tuổi thanh xuân. Còn cả chiếc cổ trắng trẻo, tựa tuyết trên thiên sơn, lờ mờ tỏa ra hương thơm quyến rũ. Người đẹp xinh đẹp bẽn lẽn như này đang ở trước mặt chúng, mấy tên vô lại này chỉ muốn mình là Tiêu Chính Văn. Két! Xe buýt đột nhiên thắng gấp, An An vốn không tập trung nên lập tức nghiêng ra sau. Nhất là khoảng cách giữa An An và Tiêu Chính Văn quá gần, lại không đứng vững nên cô ta cảm nhận được rõ ràng cảm giác tiếp xúc thân mật truyền tới từ nơi nào đó với Tiêu Chính Văn. Giây phút đó, mặt An An đỏ lựng, vết đỏ lan đến cổ, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay cầm, không dám động đậy lung tung. Tiêu Chính Văn sững sờ, anh cũng không phải là thánh. Sự mềm mại, dịu dàng ngay lúc đó khiến cơ thể anh dạo dực, một ngọn lửa tập trung ngay vùng bụng rồi lan khắp cả người. An An đỏ mặt xấu hổ, vội vàng đứng vững, đương nhiên cô ta biết cú va chạm vừa nãy có ý nghĩa gì, cô ta thầm phát điên, muốn đá Tiêu Chính Văn xuống xe ngay và luôn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại lấy con dao quân đội năm cạnh từ trong túi ra rồi cười nói với An An, thật ngại quá, tôi ăn cơm sẽ dùng cái này. Dứt lời. Anh lại đổi vị trí con dao đặt ở vùng eo rồi thở phào. Không ngờ người bạn lâu năm này lại đi lợi dụng người ta. Còn An An thì đã đỏ cả mặt. Náo loạn cả một lúc lâu, hóa ra là do cái này. Vậy từ nãy đến giờ là do cô ta tự tưởng tượng sao? An An đỏ mặt xấu hổ, may mà vừa lúc xe buýt đến trạm dừng, cô ta sốt ruột muốn bước nhanh xuống xe. Nhưng một bác gái trung niên bên cạnh đã giành xuống trước. Vô tình va vào khiến cô ta loạng choạng, sau đó bàn chân mang giày cao gót của cô ta trẹo qua một bên, cả người ngã vào lòng Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cảm nhận được thân hình mềm mại trong lòng mình, mùi hương thoang thoảng của mái tóc cô ta sộc thẳng vào mũi, anh vội ôm cô ta vào trong lòng. Hai tay An An đè vào ngực Tiêu Chính Văn, cảm nhận được hơi nóng trên người anh, cả hai người dính chặt vào nhau. Tư thế này quá mập mờ. Cô ta vội vàng buông Tiêu Chính Văn ra, sau khi chỉnh xong chiếc váy công sở của mình mới xấu hổ chạy xuống xe. Tiêu Chính Văn hơi bất lực,
đuổi theo và hét lên, trợ lý An, cô đừng chạy nhanh vậy, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, muốn thì trách tài xế đấy, tôi không phải lão dê già. An An dừng bước, quay đầu tức giận chừng Tiêu Chính Văn, nói, hiểu lầm. Hiểu lầm gì cơ, tôi thấy anh biến thái thì có, chắc chắn tôi sẽ nói lại cho Tổng Giám Đốc Đỗ, để cô ấy đuổi việc anh. Ồ, xem ra cô nàng xinh đẹp An An giận thật rồi. Tiêu Chính Văn đuổi theo giải thích, cô thực sự hiểu lầm tôi rồi, vừa nãy tôi cũng vì bảo vệ cô. Trên xe có nhiều cặp mắt đều hao háo nhìn chằm chằm vào cô lại không nhìn thấy được. Tôi không nỡ để một cô gái xinh đẹp như này bị mấy tên côn đồ đó để ý đến. Anh có ý tốt vậy sao? An An cười khẩy, khoanh tay trước ngực, bộ dạng như đang nhìn thằng ngốc. Tiêu Chính Văn mỉm cười, muốn giải thích tiếp, nhưng sau lưng lại có mấy vị khách không mời mà đến. Anh đanh mặt lại, xoay người nhìn một thanh niên xăm trổ đầy mình dẫn theo hai nam thanh niên đầu trọc, nhai kẹo cao su, cà lơ phất phơ đi tới. Ồ, hóa ra là gã thanh niên xăm trổ vừa bị Tiêu Chính Văn đẩy sang một bên lúc ở trên xe buýt. An An nhìn thấy ba tên côn đồ đó cũng sợ hãi, núp sau lưng Tiêu Chính Văn, ló đầu mình ra. Gã thanh niên xăm trổ nhếch môi cười ha hả, nhai kẹo cao su vang lên tiếng chép chép. Sau đó bước gần đến bên Tiêu Chính Văn vênh váo hất cằm lên nói, này, thằng danh con, vừa nãy chẳng phải mày ngang ngược lắm sao, sao giờ lại bị dọa tái mặt thế kia, ha 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 ha. Anh Dương, là tên nhãi này sao? Em thấy hắn đang muốn ăn đòn đấy. Gã đầu chọc bên cạnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, xem thường nói. Anh Dương, cô gái kia ngon như vậy, chơi đùa với cô ta thì chắc chắn sẽ phê lắm. Một gã đầu chọc gầy gò khác chép miệng, vẻ mặt hèn hạ nói. Sao nào, anh đây không hề lừa mấy chú nhé, bảo đảm bao đẹp. Giải quyết thằng nhãi kia rồi anh em chơi cô gái sau lưng hắn thoải mái. Gã thanh niên xăm trổ dương dương tự đắc. Trong mắt hắn, lát nữa thôi Tiêu Chính Văn sẽ trở thành người chết. Do đó hắn chẳng thèm xem anh ra gì. An An núp sau lưng Tiêu Chính Văn. Nghe thấy những lời không biết xấu hổ của chúng thì lông mày càng nhíu chặt. Mấy người nói gì cơ, coi chừng tôi báo cảnh sát. Cô ta không chịu được lời xúc phạm của người khác nên đứng ra trước, ôm chặt túi và định lấy điện thoại ra. Ôi chao, cô em sợ rồi kìa, mấy anh em, còn chần chờ gì nữa. Gã thanh niên xăm trổ lộ vẻ mặt hèn hạ, xoa tay rồi xông về phía An An. Bốp, âm thanh cái tát vang rồi. Tiêu Chính Văn bước tới tát một bà tai vào mặt hắn, hung dữ mà quyết đoán. Gã thanh niên xăm trổ còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra thì bản thân đã quay tại chỗ vài vòng. Mẹ kiếp, mày dám đánh tao sao? Gã thanh niên xăm trổ ôm gò má đỏ tấy, nghiến răng trừng mắt liếc xéo Tiêu Chính Văn. Người anh em, không thấy bên cạnh cô ấy còn có người à? Vậy mà còn dám bước lên trước, tôi không đánh anh thì đánh ai? Tiêu Chính Văn khoanh tay, cười khẩy nhìn gã thanh niên xăm trổ. An An cũng bị cú tát dữ dội của Tiêu Chính Văn dọa sợ, nhưng trong lòng cô ta chợt có dòng nước ấm áp chảy qua, ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn cũng thay đổi. Trong tiềm thức của Tiêu Chính Văn, phụ nữ là để che chở, người đẹp thì càng cần được bảo vệ, anh tuyệt đối sẽ không cho phép người khác có ý đồ xấu với An An. Gã thanh niên xăm trổ nổi khùng, lấy con dao bấm từ trong túi quần ra. Dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn rồi hét lên, mẹ kiếp. Bố mày muốn lấy mạng mày. Nói xong, hắn cầm con dao bấm xông tới, đâm thẳng về phía bụng Tiêu Chính Văn. Hai gã đầu chọc còn lại cũng nhanh chóng xông đến, mục đích của bọn chúng rất đơn giản, nếu bắt được An An thì chúng không tin tên nhãi trước mặt sẽ không ngoan ngoãn nghe theo. Hơn nữa, chúng còn có ý đồ khác, muốn nhân cơ hội này để sàm sỡ người đẹp. Bọn chúng mang theo vẻ mặt dâm đãng, muốn xé rách đồ của An An, cười lớn nói, em gái xinh đẹp ơi, đừng ngại nữa, lại đây chơi với mấy anh nào. Nếu được ngủ với cô nàng xinh đẹp này, có thể được cô nàng kẹp chân vào eo, thì chúng thấy rằng có ở tù 3 năm cũng không thua thiệt. Gã thanh niên xăm trổ đâm dao bấm về phía trước, kết quả còn chưa đâm chúng đã bị một bàn tay như sắt túm chặt. Tiêu Chính Văn thản nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay gã thanh niên xăm trổ. Rồi dùng chút lực, răng rắc, cánh tay tên xăm trổ kia phát ra tiếng gãy xương. Âm thanh kêu gào thảm thiết vang lên. Gã xăm trổ đau đến mức mặt mày chuyển sang màu đỏ sậm, hắn cảm nhận được cánh tay mình đã bị gãy.
vô cùng đau đớn. Chương 470, ép buộc. Gã thanh niên xăm trổ, la hét thảm thiết, khiến những người đi đường hoảng sợ, rối rít tránh đi. Nếu Tiêu Chính Văn lại dùng thêm chút sức lực thì cánh tay của tên côn đồ này sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức. Keng! Con dao bấm trong tay gã thanh niên xăm trổ rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh. Hai người đằng kia, còn không dừng tay à? Các người muốn xem cảnh tượng hắn bị tôi bẻ gãy cánh tay sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Hai gã đầu chọc đánh về phía An An, giờ phút này lại chỉ lạnh lùng liếc nhìn, căn bản không có ý định dừng tay lại. Bọn chúng đã nghĩ kỹ rồi, Tiêu Chính Văn rất giỏi đánh nhau, chỉ khi bắt được cô gái trước mắt này thì thằng nhãi kia mới có thể ngoan ngoãn chịu trói. Thấy vậy, Tiêu Chính Văn nhíu mày, trong đôi mắt toát ra sát khí lạnh lùng, lửa giận trong lòng lập tức bùng cháy. Sau đó, anh thẳng thừng ra tay, không mảy may lo lắng đến hậu quả. Răng rắc, anh dùng sức lực mạnh mẽ, bẻ gãy luôn cánh tay của gã thanh niên xăm trổ. Âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên chói tai, cứ như pháo nổ ở bên tai. A, cánh tay của tôi, cánh tay của tôi. A a a. Gã thanh niên xăm trổ gào khóc kêu gào thảm thiết, sắc mặt xám như gan lợn, lập tức quỳ gối xuống đất. Hắn đã bị bẻ gãy cánh tay bởi ngoại lực cực lớn, cảm giác đau đớn này không phải người bình thường có khả năng chịu được. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn nhanh chóng chạy đến trước mặt An An. Gã thanh niên xăm trổ chỉ cảm nhận được một luồng gió mạnh thổi qua trước mắt, sau đó hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Chính Văn đứng trước mặt cô gái xinh đẹp, hai tay bóp cổ hai người anh em của mình. Hai gã đầu chọc cũng bị Tiêu Chính Văn người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn chúng dọa sợ đến mức lông tóc dựng đứng. Sau đó, không chờ hai người họ ra tay, đã trơ mắt nhìn mình bị tên trước mắt bóp cổ và xách lên. Mẹ kiếp! Đây là sức mạnh mà người bình thường có thể có sao? Một tay xách một người. Đây còn là con người nữa không? Hai gã đầu chọc sợ tới mức sụp đổ, mặt mũi méo mó như quả mướp đắng. Bọn chúng tuyệt đối không nên trêu chọc vào người như vậy. Nếu các người đã muốn chết thì tôi sẽ tiễn các người một đoạn. Tiêu Chính Văn nói xong, hai tay tăng thêm lực, hung hăng bóp cổ hai gã đầu chọc, sau đó ném mạnh bọn chúng lên không trung xoay vài vòng, cứ như một cái cối xay gió. Một người bình thường có thể làm ra được động tác như vậy sao? Người anh em, anh đang diễn xiếc à? Dùng hiệu ứng Hollywood sao? Hai gã đầu chọc vốn không có bản lĩnh gì, dựa vào vẻ bề ngoài để hù dọa người dân bình thường mà thôi. Giờ phút này, bọn chúng bị Tiêu Chính Văn giày vò như thế liền sùi bọt mép, sau đó bị ném xuống đất, lăn lộn vài vòng. Lúc này bọn chúng thậm chí không còn sức lực để đứng dậy, chỉ cảm thấy những ngôi sao không ngừng xoay vòng ở trước mắt, trời đất quay cuồng. Sau đó, chúng nằm dạp dưới đất, bụng dạ cồn cào, nôn tất cả đồ mà đêm qua đã ăn. Một trong số hai tên đó đã sợ đến mức tè cả ra quần. Vẫn chưa xong, Tiêu Chính Văn tiến lên mấy bước. Một cước đá ra, hung hăng giẫm nát lồng ngực của gã đầu chọc, tiếng răng rắc vang lên khiến hắn kêu gào thảm thiết. A, à, xin anh tha mạng, khiến linh hồn người khác run sợ. Tôi đã nói rồi, nếu các người đã muốn chết thì tôi sẽ tiễn các người một đoạn. Tiêu Chính Văn liếc xéo ba người trước mặt, lạnh lùng quát, sao hả, các người còn muốn tôi chào hỏi nữa sao? Cút, nếu còn không cút thì sẽ không chỉ gãy mấy cái xương sườn đơn giản như vậy đâu. Nói xong, Tiêu Chính Văn tung chân đá gã đầu chọc sang một bên, tên đó kêu gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết, hai mắt tối sầm lại rồi hôn mê bất tỉnh. Gã đầu chọc xăm trổ và gã đầu chọc khó khăn lắm mới có thể đứng dậy, vội vàng kéo gã đầu chọc ngất xỉu chuồn lẹ. Nhưng Tiêu Chính Văn đột nhiên hét lên, chờ đã. Lúc này, bọn chúng sợ tới mức hai chân run rẩy, quỳ phịch xuống đất, cầu xin anh hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi biết sai rồi. Tiêu Chính Văn chỉ vào An An, rồi lạnh lùng nói với bọn chúng, đi qua đó, xin lỗi cho tôi. Hai tên côn đồ liếc mắt nhìn nhau, vội vàng quỳ xuống trước mặt An An khiến cô ta sợ phải lùi ra sau mấy bước. Chị, chúng em sai rồi, cầu xin chị tha thứ cho chúng em. Gã thanh niên xăm trổ và gã đầu chọc thành khẩn nhận tội, dập đầu xuống đất vang lên tiếng bụp 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 rất chân thật. Các anh đi đi, sau này đừng làm như vậy nữa. An An sợ tới mức mặt mày biến sắc, trốn sau lưng Tiêu Chính Văn, mạo hiểm ló ra cái đầu,
vẻ mặt sợ sệt nhìn hai tên côn đồ. Còn không mau cút đi, Tiêu Chính Văn bày ra bộ dạng chuẩn bị tung cú đá. Vâng, vâng, cút ngay đây ạ. Hai tên đó vội vàng kéo đồng bọn đang ngất xỉu dưới đất, cũng không thèm để ý đến mấy lời mắng chửi của người đi bộ trên đường, vội tranh đường thoát khỏi nơi sinh tử này. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn những tên côn đồ rời đi, cười nói với An An bên cạnh, ổn rồi, không sao nữa rồi. An An ngượng ngùng nói, cảm ơn anh, lúc trước tôi hiểu lầm anh rồi, thật sự xin lỗi anh. Nói xong, cô ta còn khom người gật đầu với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn vội vàng giữ cô ta lại, gãi đầu cười ha hả, không biết nên nói gì. Sau đó, anh và An An đi tới công ty trong hoàn cảnh vô cùng lúng túng và ngượng ngùng. Vừa đến công ty, Đỗ Tình Tuyết liền gọi Tiêu Chính Văn đến văn phòng, nói tối nay đi cùng tôi bàn bạc việc hợp tác. Hợp tác gì cơ? Tiêu Chính Văn hỏi. Hợp tác với công ty Dược Lực Dương, Đỗ Tình Tuyết nói. Công ty Dược Lực Dương. Tiêu Chính Văn nhớ ra, Chủ tịch Tống Tống Thiên Lâm là bố của Tống Thiên Lỗi. Được, Tiêu Chính Văn gật đầu. Buổi tối. Khách sạn Kempinski. Bên trong phòng bao, bầu không khí rất căng thẳng, khuôn mặt Đỗ Tình Tuyết ửng đỏ, sắc mặt rất tệ, rõ ràng là vừa mới cãi nhau. Còn Tống Thiên Lâm cùng hai tên thuộc hạ sau lưng ông ta và cô thư ký đang ngồi đối diện, lại có ý định ép buộc đối phương phải nghe theo mình. Cháu không đồng ý, Đỗ Tình Tuyết lạnh lùng nói. Tống Khánh Lâm cười gằn, nói đầy ẩn ý, cháu gái, cháu cũng hiểu được rằng, mặc dù cháu đã tìm được nguồn vốn đầu tư mới, chú là chú của cháu cũng mừng cho cháu. Tuy nhiên, ở mảnh đất Tu Hà này nếu không có nhà họ Tống thì loại thuốc mới của cháu cũng sẽ không bán được. Tống Khánh Lâm cũng không ngờ được rằng, sau khi mình rút vốn khỏi tập đoàn Đỗ Thị, Đỗ Tình Tuyết này lại tìm được nguồn vốn đầu tư mới. Nhưng có nguồn vốn đầu tư mới thì đã sao? Cả cái Tu Hà này, kênh tiêu thụ thuốc bình thường đều nằm trong tay mình. Ông ta cũng không sợ Đỗ Tình Tuyết không ngoan ngoãn nghe lời. Tống Khánh Lâm cười khẩy, tính toán trong lòng đã sớm rõ ràng, nếu Đỗ Thị muốn phát triển thì phải dựa vào công ty Lực Dương của ông ta. Dựa vào lời nói của ông ta. Chuyện kênh tiêu thụ, chúng cháu sẽ tự giải quyết, nhưng kết quả nghiên cứu và phát triển của các loại thuốc mới thì công ty Lực Dương của chú nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến. Đỗ Tình Tuyết lạnh lùng nói, đứng dậy muốn rời khỏi. Thế nhưng hai tên thuộc hạ bên cạnh Tống Khánh Lâm đã chặn đường của cô ta. Chú muốn làm gì? Đỗ Tình Tuyết tức giận, xoay mặt hỏi với vẻ cực kỳ phẫn nộ. Tống Khánh Lâm uống một hớp trà. Nở nụ cười trên khuôn mặt già nua nham hiểm, nói, cháu gái, đừng vội, không phải chúng ta đang bàn bạc đây sao? Ngồi đi, ngồi đi. Đỗ Tình Tuyết nhíu mày, cô ta biết, nếu hôm nay việc bức ép này thành công, một khi giao ra kết quả nghiên cứu phát triển và quyền đại lý tiêu thụ thì Đỗ Thị ở Tu Hà sẽ trở thành công ty chi nhánh của Lực Dương. Hơn nữa, bây giờ Tổng Tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh cũng đang gặp khủng hoảng thương mại, bố cô ta đang bị người khác công kích nặng nề. Nếu tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà sụp đổ thì nhà họ Đỗ thật sự sẽ sụp đổ theo. Cho nên, cô ta không thể đồng ý. Chương 471, đừng hòng bước ra khỏi đây. Tống Khánh Lâm không hề sốt ruột, thở dài một hơi nói, cháu gái à, nhớ năm đó chú và bố cháu vào Nam ra Bắc, chịu biết bao nhiêu cực khổ mới thành lập được công ty như bây giờ, Đỗ Thị và Lực Dương mãi là doanh nghiệp anh em, không phân tôi anh. Bây giờ Đỗ Thị gặp rắc rối. Người làm chú đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cháu phải biết rằng, bây giờ nhà họ Tô ở Long Kinh cũng nhòm ngó thị trường y dược Tu Hà. Bọn họ định thành lập sản nghiệp y dược ở đây, tài nguyên cùng với năng lượng phía sau nhà họ Tô ở Tu Hà là thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng. Đến lúc đó, nhà họ Tô nói chuyện với các cháu, có thể còn tàn nhẫn hơn so với chú, Tống Khánh Lâm nói tiếp, có điều, chú và nhà họ Tô ở Long Kinh cũng có qua lại, chi bằng, cháu bàn hợp đồng với chú trước. Cho Lực Dương một nửa lợi nhuận và thành quả nghiên cứu, rồi lại cho nhà họ Tô 40% lợi nhuận, đến lúc đó, các cháu đợi chia tiền là được, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao. Nói đến đây thì đã rất rõ ràng rồi. Một nửa lợi nhuận, rồi lại cho nhà họ Tô ở Long Kinh 40%, như vậy Đỗ Thị chỉ có thể lấy được 10% lợi nhuận. Quá vô liêm sỉ. Sắc mặt Đỗ Tình Tuyết càng lạnh lùng, cô ta là một người phụ nữ. Trong tình huống như vậy cho dù người phụ nữ mạnh mẽ cỡ nào cũng không bày ra được bộ mặt không cảm xúc. Cô ta cắn chặt răng,
muốn mở lời nói gì đó, nhưng lại biến thành sự im lặng. Ồ, một chủ tịch lại đi ức hiếp một cô gái thì có bản lĩnh gì, đây chính là văn hóa doanh nghiệp của Lực Dương các ông à. Bỗng một câu nói đùa lạnh lùng vang lên ở cửa phòng bao. Tiêu Chính Văn đút hai tay trong túi quần, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, đôi mắt nhìn Tống Khánh Lâm chăm chú như sói ác. Tiêu Chính Văn, khoảnh khắc Đỗ Tình Tuyết nhìn thấy Tiêu Chính Văn, cô ta đã không nhìn được mà đứng bật dậy, không biết tại sao, sự bất an và lo âu vừa nãy đã hoàn toàn biến mất không còn gì trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, thay vào đó là cảm giác yên tâm. Sao giờ anh mới đến, Đỗ Tình Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiêu Chính Văn sải bước đi vào, đứng trước mặt Đỗ Tình Tuyết, liếc nhìn cô ta, đưa tay lau đi nước mắt rơi ở khóe mắt giúp cô ta rồi nói, trên đường gặp phiền phức nên bị trễ, khóc lóc cái gì, chẳng phải còn có tôi đây sao? Ai khóc chứ, anh mới khóc đó. Đỗ Tình Tuyết lẩm bẩm, quay lưng lau nước mắt ở khóe mắt, oán trách liếc nhìn anh. Tiêu Chính Văn mỉm cười, quay sang nhìn Tống Khánh Lâm đang ngồi trên ghế sofa, chủ tịch Tống muốn bàn cái gì, nói với tôi là được. Tống Khánh Lâm ngồi trên sofa, dáng vẻ ung dung, có điều vừa nãy lúc Tiêu Chính Văn xông vào, ông ta lại có cảm giác vô cùng lo sợ. Gương mặt già của Tống Khánh Lâm nở nụ cười nhạt, hỏi cậu Tiêu, tôi đã nghe nhắc đến cậu từ lâu, cậu chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ bé của Đỗ Thị ở Tu Hà, có thể đại diện Đỗ Thị ở Tu Hà bàn việc với tôi sao? Tiêu Chính Văn dứt khoát khoanh tay ngồi xuống, bắt chéo chân, dáng vẻ tôi có thể đấy ông định làm gì nào, nói tại sao không chứ? Tống Khánh Lâm nhíu mày, nhìn sang Đỗ Tình Tuyết. Cô ta vuốt vạt váy dưới mông, ngồi bên cạnh Tiêu Chính Văn, sắc mặt thoáng chốc trở nên không chút sơ hở, chủ tịch Tống muốn bàn bạc gì thì bàn với anh ấy toàn quyền đại diện Đỗ Thị ở Tu Hà phụ trách việc liên quan. Tiêu Chính Văn nghiêng đầu, chớp mắt, cho Đỗ Tình Tuyết một dấu lai lớn. Cô gái này thay đổi nhanh thật. Nghe câu này sắc mặt Tống Khánh Lâm trở nên u ám, ông ta không hiểu đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn cười nhạt, vậy được, vậy tôi thảo luận với cậu Tiêu. Được thôi, chủ tịch Tống muốn thảo luận thế nào, Tiêu Chính Văn híp mắt cười. Chỉ bằng thế này, Đỗ Thị ở Tu Hà giao ra thành quả nghiên cứu thuốc mới, Lực Dương toàn quyền xử lý việc liên quan thay Đỗ Thị ở Tu Hà. Còn về lợi nhuận tiêu thụ sau này, theo tôi thấy, nên đưa cho nhà họ Tô ở Long Kinh ít nhất 40% mới có thể duy trì được cục diện y dược của Tu Hà lúc này. Tống Khánh Lâm nở nụ cười gian xảo. Vậy thì Lực Dương các ông muốn bao nhiêu, Tiêu Chính Văn cười híp mắt hỏi. Tống Khánh Lâm cầm ly rượu vang trên bàn, nói, Lực Dương muốn một nửa lợi nhuận. Không gian yên lặng không tiếng động, cả phòng bao đều yên tĩnh đến mức đáng sợ. Một hồi lâu sau, Tiêu Chính Văn đứng dậy. Nói với vẻ không cảm xúc, vậy Đỗ Thị ở Tu Hà chỉ có được 10% lợi nhuận sao? Còn phải đưa thành quả nghiên cứu thuốc mới cho Lực Dương các ông, lòng tham của chủ tịch Tống hơi lớn rồi đấy, có thể nuốt trôi không? Thoáng chốc Tống Khánh Lâm nhíu mày, nhìn Tiêu Chính Văn, lần đầu tiên cảm nhận được sự lạnh lùng từ trên người anh, nhất là đôi mắt xuyên qua mặt kính kia đầy lòng hăng hái. Khoảnh khắc đó, đột nhiên Tống Khánh Lâm cảm thấy mình không thể nhúc nhích nữa. Ly rượu vang trong tay suýt nữa cũng không cầm vững. Chủ tịch Tống, có lúc con người không thể quá tham, nếu không sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, vẻ lạnh lẽo trên gương mặt càng thêm băng giá, nói, vậy bây giờ tôi cho các ông hai lựa chọn, tự ông tuyên bố công ty Dược Lực Dương phá sản, hoặc là tôi tuyên bố thay ông. Khóe miệng Tống Khánh Lâm khẽ giật, có cảm giác bất an mãnh liệt dấy lên trong lòng. Sắc mặt Tống Khánh Lâm u ám, ném ly rượu trong tay xuống đất, gào lên cậu đáng chết. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tiêu Chính Văn buông tay, nói tôi hy vọng chủ tịch Tống hiểu rõ, tôi không phải người thích bị người khác uy hiếp, Đỗ Thị ở Tu Hà cũng vậy. Được được được, Tống Khánh Lâm nói liên tục ba chữ được, sắc mặt u ám, tháo bỏ lớp mặt nạ hoàn toàn, hôm nay, nếu các người không giao thành quả nghiên cứu thuốc mới ra thì đừng hòng một ai rời khỏi đây. Đỗ Tình Tuyết đứng bật dậy, lạnh lùng nói, chú Tống, chú làm như vậy không sợ bố cháu đến tìm chú sao? Ha ha, Tống Khánh Lâm cười khẩy, khóe miệng lộ ra vẻ tàn ác, nói cái lão già kia vẫn bận xử lý chuyện ở tỉnh, ông ta làm gì biết chuyện xảy ra ở Tu Hà? Cho dù ông ta biết thì có làm sao, chẳng phải đến tận cửa xin chú giúp đỡ sao? Cháu gái à, nếu cháu biết điều thì ngoan ngoãn ký vào hợp đồng, nếu không,
thì đừng trách chú độc ác. Chú! Đỗ Tình Tuyết chỉ vào Tống Khánh Lâm, tức đến bùng nổ. Cô ta chưa từng gặp người nào mặt dày vô liêm sỉ như thế, còn là người chú đã nhìn mình lớn khôn. Tiêu Chính Văn bỗng thở dài một hơi, kéo Đỗ Tình Tuyết ra phía sau mình, lạnh lùng nhìn Tống Khánh Lâm, chủ tịch Tống, nếu như chúng tôi không đồng ý thì sao? Tống Khánh Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này, cửa phòng bao cũng bị người bên ngoài đẩy vào. Tám tên vệ sĩ mặc vest màu đen đeo kính đen nối đuôi bước nhau vào, mỗi một người đều có vẻ mặt đầy dữ tợn, người bình thường thấy dáng người vạm vỡ này cũng sẽ sợ hãi run rẩy. Người đàn ông trung niên có cái đầu sáng bóng vuốt keo, đeo kính đen, khoác áo khoác đen, ngậm xì gà và trên tay toàn là nhẫn kim cương phỉ thúy đi vào giữa tám tên vệ sĩ. Khí thế mạnh mẽ. Người đàn ông đó ngồi thẳng xuống sofa trong phòng bao, bắt chéo chân, nâng ly rượu vang trên bàn, nhấp một ngụm, nhìn Tống Khánh Lâm cười nói, Lafite 82, không tệ nhỉ. Chương 472, một đấu tám. Tám tên vệ sĩ đã chặn tất cả cửa ra vào của phòng bao, đứng thẳng người với vẻ lạnh lùng và uy hiếp. Đỗ Tình Tuyết rất sợ hãi, lúc này trốn ra sau lưng Tiêu Chính Văn, khẽ bấu lấy góc áo của anh. Tiêu Chính Văn cau mày, quét mắt nhìn tám người kia, ai ai cũng trông rất hung tợn và có thực lực cấp binh vương. Hơi đau đầu rồi đây. Tống Khánh Lâm bật cười nói với người đàn ông trước mặt, hội trưởng Triệu. Sau khi chuyện này xong xuôi thì ông muốn có bao nhiêu Lafite tôi đều tặng ông hết. Người đàn ông đó nghe thấy vậy thì sững sờ một lúc, sau đó bật cười hớn hở, chỉ vào Tống Khánh Lâm phía sau, nói, ông đúng là con cáo giả đội lốt người. Tống Khánh Lâm bên ngoài tươi cười nhưng bên trong thì chẳng vui vẻ gì, ông ta ghé vào tai người đàn ông thủ thỉ vài câu, người đàn ông đó liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn, cởi bỏ áo khoác ngoài. Đứng dậy đi xung quanh anh một vòng rồi hỏi, cậu chính là Tiêu Chính Văn à? Tiêu Chính Văn cau mày, vẫn chưa trả lời đã thấy người đàn ông kia quay người rồi lạnh lùng nói, chặt bỏ một cánh tay của cậu ta. Trong nháy mắt, một tên vệ sĩ rút từ bên hông ra một con dao phay sắc lẹm, bước nhanh về phía Tiêu Chính Văn, giơ dao lên định chém vào cánh tay của anh. Á! Đỗ Tình Tuyết sợ tới mức mặt mũi tái mét, cô ta không dám tin có người dám hành hung công khai như vậy. Gương mặt của Tống Khánh Lâm lộ ra nụ cười đắc ý và tàn nhẫn, nếu như không vì lo nghĩ cho đại cục của công ty thì ông ta đã ra tay với Tiêu Chính Văn từ lâu rồi. Ông ta nhếch mép nhìn Tiêu Chính Văn, dường như đang tưởng tượng cảnh tượng kế tiếp, một cánh tay bị chặt đứt lìa, sau đó phải quỳ dưới đất cầu xin ông ta. Khóe miệng Tống Khánh Lâm nở nụ cười khẩy, ánh mắt ngập tràn vẻ đắc ý. Tiêu Chính Văn nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng. Không thèm liếc nhìn tên vệ sĩ đang cầm dao phay trong tay, anh giơ chân đạp thẳng về phía hắn. Bộp! Một bóng người cứ như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, ngã vào một hàng bàn ghế, nằm dưới đất ngất xỉu luôn. Nhanh gọn dứt khoát, không hề chần chừ do dự. Cú đá này của Tiêu Chính Văn khiến tên vệ sĩ đó gãy 6-7 cái xương sườn, lá lách cũng bị đạp chảy máu, có lẽ nửa phần đời còn lại đều phải nằm trên giường bệnh. Tình thế thay đổi quá nhanh khiến nụ cười lạnh lùng trên khóe môi Tống Khánh Lâm vẫn chưa kịp tắt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Rốt cuộc cậu ta là ai? Ngay cả bát đại kim cang cũng bị đá văng chỉ với một cú sút. Hội trưởng Triệu Nguyên Dũng quay người, nhìn thấy một vệ sĩ của mình đã bị đá bất tỉnh, vẻ mặt chợt đông cứng, trong đôi mắt lóe lên sát khí, ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng chuyển từ xem thường sang xem trọng. Cậu muốn chết à? Triệu Nguyên Dũng gầm gừ, giơ tay lên, 7 tên vệ sĩ còn lại trong phòng bao đồng loạt bao vây lấy Tiêu Chính Văn và Đỗ Tình Tuyết. Dù sao Đỗ Tình Tuyết cũng là phụ nữ, cơ thể không khỏi run lẩy bẩy, trốn sau lưng Tiêu Chính Văn, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô ta, nói một câu, cô yên tâm, không ai có thể khiến cô bị thương đâu. Đỗ Tình Tuyết nhìn Tiêu Chính Văn, tâm trạng bất an, cuối cùng cũng yên tâm thả lỏng, khẽ gật đầu. Tiêu Chính Văn quay mặt lại, vẻ mặt vốn đang tươi cười chợt trở nên lạnh lùng, hai mắt sáng quắc bộc phát ra sát khí và nhuệ khí bức người. Triệu Nguyên Dũng thủ lĩnh của hội Thanh Long thế lực ngầm lớn nhất thành phố Đông Hải bên cạnh, lúc này đột nhiên chợt có cảm giác hoảng sợ tột độ, đặc biệt khi nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chính Văn, anh giống như một con quỷ dữ đến từ địa ngục. Ông ta lăn lộn ở thành phố Đông Hải biết bao nhiêu năm. Từ một tên côn đồ đầu đường xó chợ từng bước đi lên tới vị trí như bây giờ,
có sóng to gió lớn hay kiểu người nào mà chưa từng gặp chứ, người có thể khiến cho ông ta cảm thấy sợ hãi chỉ có những nhân vật lớn ở Long Kinh mà thôi. Ở thành phố Đông Hải, những người như vậy từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Thế nhưng, vừa nãy ông ta đã thấy sợ hãi, loại cảm giác đó rất chân thực. Kẻ nào dám bước lên trước một bước, giết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, một loại sát khí khiến người ta kinh sợ bộc phát từ trên cơ thể anh. Bảy tên vệ sĩ kia đều là những kẻ đã từng trải qua khoảnh khắc sinh tử, đương nhiên có thể cảm nhận được loại sát khí này. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám bước lên trước một bước. Chính trong khoảnh khắc chần chừ này, Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn Triệu Nguyên Dũng đang đứng phía cuối đám người, lạnh lùng nói, hội trưởng Triệu, có phải hơi sốt ruột rồi không? Triệu Nguyên Dũng nhướng mày, gào lên, đánh chết cậu ta cho tôi. Chương 473, chúng ta bàn chuyện nhé. Sự bất an mãnh liệt khiến ông ta đưa ra lựa chọn trực tiếp nhất, dựa vào kinh nghiệm giang hồ lâu năm, ông ta biết nếu như bây giờ không giết chết người đàn ông trước mặt thì ông ta và cả hội Thanh Long sẽ gặp phải nguy hiểm nghiêm trọng nhất. Trong nháy mắt, bảy tên vệ sĩ giơ nắm đấm lao về phía Tiêu Chính Văn, người nào người nấy đều mang theo vẻ hung tợn. Tiêu Chính Văn nhướng mày, tay phải nắm thành quyền, mạnh mẽ đấm vào mặt của một tên đang xông tới. Bốp! Âm thanh vang lên dứt khoát. Dưới lực đánh thô bạo, tên đó cảm thấy đầu mình như bị một cái chày sắt nện trúng, trong đầu cứ vang lên ong ong, trong mắt cũng nhanh chóng phủ đầy tơ máu. Hắn ôm đầu, cả người cứng đờ rồi ngã phịch xuống đất, không rõ còn sống hay đã chết. Mà Tiêu Chính Văn cũng nhanh như cắt đoạt lấy một con dao găm từ trong tay tên đó. Vút! Tiêu Chính Văn giơ tay phải lên, âm thanh xé rách cả không gian. Giây kế tiếp, một tên khác đang định đánh úp Tiêu Chính Văn từ sau lưng liền cảm thấy cánh tay đang giơ lên của mình vô cùng đau lớn. Hóa ra, cả cánh tay của tên đó đã bị một lực lớn xuyên qua. Máu me be bét! Tên đó kêu lên thảm thiết, cả cánh tay đều đẫm máu. Thoạt nhìn vô cùng ghê rợn. Cùng lúc này, một tên khác xông về phía Tiêu Chính Văn, giơ nắm đấm lao về phía anh. Tiêu Chính Văn không hề khách khí, khẽ xoay người, giơ tay bắt lấy gáy của tên đó, sau đấy mạnh mẽ nâng đầu gối lên. Bốp! Sau âm thanh va đập khiến người khác phải run sợ, phần bụng của tên này bị thương nghiêm trọng, sùi bọt mép và hôn mê bất tỉnh. Vẫn chưa xong, Tiêu Chính Văn túm lấy tóc của tên đó, nhấc bổng hắn lên trời rồi quăng mạnh ra trước, cả người hắn va phải một giá rượu, rượu vang đổ trên mặt đất hòa cùng với máu tươi. Mà tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong thoáng chốc, những tên vệ sĩ mà Triệu Nguyên Dũng luôn tự hào đã nằm dưới đất mất một nửa. Triệu Nguyên Dũng hoảng sợ, thế nhưng kinh nghiệm giang hồ lâu năm nói với ông ta rằng, lúc này không được thể hiện ra bất kỳ biểu cảm sợ hãi nào, ông ta nhìn Tiêu Chính Văn, khuôn mặt lạnh tanh, hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Ông không biết tôi là ai sao, Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lời. Tiếp đó, anh bước từng bước tiến lại gần Triệu Nguyên Dũng, hạ gục hết toàn bộ đám vệ sĩ còn lại trong phòng bao, rồi túm lấy cổ áo Triệu Nguyên Dũng, ấn mạnh ông ta vào tường. Mặc dù lúc này vẻ mặt Triệu Nguyên Dũng vẫn còn lạnh tanh, thế nhưng ánh mắt trốn tránh đã phản bội lại ông ta. Ông ta căm hận liếc xéo Tiêu Chính Văn, mặt đỏ bừng bừng, thở ra một hơi. Hổn hển gào lên, cậu đang làm gì thế? Cậu có biết tôi là ai không? Tiêu Chính Văn bật cười, nói, lại bắt đầu giả vờ, vậy ông nói đi, ông là ai? Tôi là hội trưởng hội Thanh Long của Đông Hải, người trong giới gọi là Triệu Thanh Long. Một câu nói tùy tiện của tôi cũng có thể khiến cho cả thành phố Đông Hải phải chấn động. Bây giờ cậu đối xử với tôi như thế, kết cục chỉ có con đường chết mà thôi. Tiêu Chính Văn trừng mắt. Buông tay ra, Triệu Nguyên Dũng ngã dưới đất, ho sặc sụa, Tiêu Chính Văn giơ tay chỉ vào đám vệ sĩ đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất hội Thanh Long ở Đông Hải. Chỉ có chút võ vẽ này thôi à, ông đừng quên, bây giờ ở đây là do tôi quyết định. Nếu như khiến tôi không vui thì tôi cũng chẳng ngại cho thêm một người nữa nằm dưới đất đâu. Thế lực ngầm của Đông Hải mà lại chạy đến Tu Hà. Triệu Nguyên Dũng nghe vậy liền đưa mắt nhìn xung quanh. Cả người khẽ run lên, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Ông ta lăn lộn ở Đông Hải 20 năm, chưa từng thảm hại như ngày hôm nay. Đây là sự việc nhục nhã nhất mà ông ta phải chịu đựng kể từ khi tự mình thành lập hội Thanh Long. 8 tên vệ sĩ, người nào cũng là cao thủ hàng đầu,
có người còn là binh lính đã xuất ngũ, hơn nữa đều là cao thủ cấp binh vương. Thế nhưng, bọn họ lại không chịu nổi quá hai đòn của Tiêu Chính Văn. Rốt cuộc cậu là ai? Dù sao Triệu Nguyên Dũng cũng là hội trưởng của hội Thanh Long, cảnh tượng ghê rợn thế nào đã từng gặp nên rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Tống Khánh Lâm đang ôm đầu trốn trong một góc, tiến lại gần, túm tóc ông ta lôi đến bên cạnh Triệu Nguyên Dũng, sau đó khóa trái cửa phòng bao, kéo một cái ghế đến rồi ngồi xuống. Anh khoanh tay, ngồi bắt chéo hai chân, lạnh lùng nói, chúng ta bàn chuyện nhé. Chương 474, tắt đến khi tôi hài lòng mới dừng. Tiêu Chính Văn tiện tay khóa cửa lại. Hành động của anh khiến Triệu Nguyên Dũng run lẩy bẩy, mí mắt giật giật. Tên này muốn làm gì vậy? Vênh váo quá rồi đấy. Hoàn toàn không hề xem mình ra gì. Triệu Nguyên Dũng nhận thức rõ, cho dù bản thân đường đường là ông trùm của thế giới ngầm thành phố Đông Hải, nhưng bây giờ đây, ngay trong phòng bao này, ông ta cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Triệu Nguyên Dũng mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Ông ta đã từng vào Nam ra Bắc, chinh chiến cả đời, từ một kẻ bé nhỏ không có gì trong tay mà gây dựng được cả cơ đồ, nắm giữ vị trí cao nhất trong thế giới ngầm ở Đông Hải, nhưng không ngờ, đến thành phố Tu Hà này lại bị thằng ở rể Tiêu Chính Văn ngồi lên đầu. Triệu Nguyên Dũng đã điều tra kỹ càng, Tiêu Chính Văn chỉ là thằng ở rể nhà họ Khương, xuất thân tầm thường không có gì đặc biệt. Vậy mà bây giờ, ngay cả mấy vệ sĩ đi cùng cũng bị tên Tiêu Chính Văn kia giải quyết nhanh gọn. Hàng tá câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Triệu Nguyên Dũng. Lẽ nào tên Tiêu Chính Văn này là thiếu gia của một gia tộc võ thuật nào đó? Kinh nghiệm tầm cỡ thế giới. Chỉ có như thế mới lý giải được tại sao tên Tiêu Chính Văn này có thể đánh gục được cả 8 người, hơn nữa trên người cậu ta còn tỏa ra cảm giác uy hiếp khiến người khác phải kiêng dè, e sợ. Người anh em, có gì cứ từ từ giải quyết, vừa nãy chỉ là hiểu nhầm thôi, đắc tội với cậu rồi. Triệu Nguyên Dũng tôi xin thay mặt mấy anh em của mình đứng ra nhận lỗi, mong cậu giơ cao đánh khẽ, tránh ảnh hưởng đến hòa khí. Triệu Nguyên Dũng lùi lại vài bước, từ từ đứng dậy. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề có ý định bỏ qua. Anh nhíu mày, giơ chân đá một cước thật mạnh vào đầu gối ông ta. Tiếng kêu răng rắc vang lên, Triệu Nguyên Dũng đổ người ra trước, quỳ rạp xuống đất. Phịch, Triệu Nguyên Dũng quỳ dưới đất, nhẫn nhịn cơn đau hừ một tiếng. Đường đường là ông hoàng thế lực lớn mạnh của thế giới ngầm Đông Hải, sánh ngang hàng với Trịnh Thiên Thái của Tu Hà. Cho dù trên bàn tiệc thì nhưng nhân vật lớn trong thế giới ngầm Đông Hải và Tu Hà cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Vậy mà hôm nay, ông ta lại bị uy hiếp, quỳ trước mặt Tiêu Chính Văn như một đứa trẻ phạm lỗi. Người anh em, người của tôi, cậu cũng đánh rồi, cũng nguôi giận rồi nhỉ. Là do Triệu Nguyên Dũng tôi sai, tôi không nên đến Tu Hà. Càng không nên nhúng tay vào chuyện này. Chỉ mong cậu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng tôi. Để sau này chúng ta có cơ hội làm anh em. Triệu Nguyên Dũng quỳ rạp dưới đất, mắt mở trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi cầu xin Tiêu Chính Văn. Chẳng còn cách nào khác, ông ta đang rơi vào thế bí mà. Thủ đoạn của người đang đứng trước mặt ông ta thật quá tàn nhẫn. Triệu Nguyên Dũng cố tìm ra cách thoát thân. Ha ha, giờ biết sai rồi à? Sao không biết sớm hơn đi? Tiêu Chính Văn cười nhạt châm biếm. Đỗ Tình Tuyết bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh hồn bạt vía, sắc mặt tái nhợt. Cô ta không tin vào mắt mình, một ông hoàng của thế giới ngầm Đông Hải, hội trưởng hội Thanh Long, mà giờ lại quỳ xuống nghe Tiêu Chính Văn dạy bảo, cô ta cảm thấy rất không chân thực, mí mắt cứ giật liên hồi. Cô ta càng không dám tin Triệu Nguyên Dũng lại đi cầu xin Tiêu Chính Văn như vậy. Đỗ Tình Tuyết nhiều lần muốn kéo tay Tiêu Chính Văn, ám chỉ anh nên dừng lại. Nhưng Tiêu Chính Văn không để ý tới cô ta, chỉ cười nhạt, bảo rằng những việc sau này anh sẽ xử lý gọn gàng, không cần phải lo lắng. Người anh em, cậu muốn giải quyết việc này như thế nào? Muốn tiền, bao nhiêu cậu cứ nói. Phụ nữ, chỉ cần cậu mở lời, 8 cô, 10 cô, 100 cô, tôi cũng sẽ điều đến phòng cậu ngay lập tức. Lăn lộn trong thế giới ngầm bao nhiêu năm, Triệu Nguyên Dũng ắt biết suy nghĩ, tính toán. Ông ta cứ thế ngồi dưới đất thương lượng với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn xoa cằm không nói lời nào, liếc nhìn về Tống Khánh Lâm đang run rẩy trốn trong góc. Lão già chó má họ Tống này cứ làm như mọi chuyện không liên quan đến mình.
Triệu Nguyên Dũng cho rằng điều kiện ông ta đưa ra chưa đủ, liền vội vàng tiếp lời, người anh em, tôi có mấy căn bất động sản ở Tu Hà, đều là biệt thự cả, giá trị lên đến mấy chục triệu tệ. Nếu tiền bạc, phụ nữ chưa đủ với cậu, thì tôi xin tặng thêm cho cậu mấy căn biệt thự đó. Còn mấy công ty nữa, ngày mai tôi sẽ chuyển giao hết cho cậu, đưa cậu lên làm ông chủ. Xe, tôi đứng tên rất nhiều xe sang, xe thể thao, chỉ cần cậu tiêu thích thì cứ lấy mà dùng. Triệu Nguyên Dũng nói liền một hơi, toàn những điều kiện hấp dẫn, mỗi thứ đều là mơ ước của mỗi người đàn ông. Ông ta muốn dùng chúng để lấy lòng Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn chẳng buồn bận tâm. Anh đứng đó khoanh tay, lắc đầu cười nhạt, hội trưởng Triệu, bây giờ ông ra tát Tống Khánh Lâm, tôi chưa bảo ông dừng lại thì ông đừng dừng lại, cứ tát đến khi nào tôi hài lòng thì thôi. Dầm! Tống Khánh Lâm ngây người, trợn tròn mắt há mồm. Mẹ kiếp, thú vui quái quỷ gì vậy? Muốn Triệu Nguyên Dũng tát mình sao? Mình làm gì sai chứ? Mình đã nói gì đâu? Tống Khánh Lâm khổ sở sắp khóc đến nơi, nổi cơn thịnh nộ Tiêu Chính Văn. Ông đây bóp chết mày. Cùng với tiếng hét phẫn nộ, ông ta nhanh chóng bỏ dậy, bổ nhào đến chỗ Tiêu Chính Văn. Nhưng, Tiêu Chính Văn giơ tay tát một bạt tai vào mặt ông ta, hất ông ta văng xa 3 đến 4 mét, nặng nề đập vào bàn đau điếng. Có tát hay không? Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm vào Triệu Nguyên Dũng, giọng điệu lạnh tanh, ông không tát ông ta thì tôi sẽ tát ông. Triệu Nguyên Dũng nghe xong sợ hãi, lồm cồm bò dậy. Không thèm quan tâm đến mối quan hệ thân thiết giả tạo của mình và Tống Khánh Lâm mà thẳng tay giáng cho ông ta một cái tát đau đớn thấu trời. Bốp! Âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp phòng bao. Năm đầu ngón tay đỏ in hằn lên má Tống Khánh Lâm. Ông ta trợn tròn mắt, gào lên điên loạn, tên họ Triệu kia, ông dám tát tôi à? Tôi liều mạng với ông. Bốp! Thứ đáp lại lời ông ta vẫn là bạt tai của Triệu Nguyên Dũng. Ông! Tống Khánh Lâm vừa xấu hổ vừa tức tối, không quan tâm đối phương là ai, liền bổ nhào về phía Triệu Nguyên Dũng. Nhưng suy cho cùng, Triệu Nguyên Dũng ngày trước từng là côn đồ khét tiếng, ít nhiều cũng biết cách đánh lộn, ông ta tóm lấy Tống Khánh Lâm đè xuống đất, tiếng bốp, 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 điên cuồng vang lên từng hồi. Tiêu Chính Văn nhướng mày, quay qua nhìn Đỗ Tình Tuyết, cười nhạt nói, cô xem, chó lại đang cắn chó đấy thôi. Đỗ Tình Tuyết lườm anh rồi xoay người rời đi. Tiêu Chính Văn quay nhìn hai kẻ đang vật lộn với nhau dưới đất, cũng ngao ngán lắc đầu rời khỏi phòng bao. Không lâu sau, Triệu Nguyên Dũng và Tống Khánh Lâm cũng buông nhau ra, nằm vật ra đất thở hổn hển. Cả hai đều tả tơi, bầm dập. Mặt Triệu Nguyên Dũng dính đầy máu của Tống Khánh Lâm, ông ta bò dậy, lạnh lùng nói, không phải giả vờ nữa, chúng nó đi hết rồi. Lúc này Tống Khánh Lâm mới dám thở hắt ra một hơi, mơ hồ nhìn Triệu Nguyên Dũng, giờ ông định thế nào? Cứ bỏ qua như vậy à? Triệu Nguyên Dũng đảo mắt nhìn quanh, đi đến chỗ tên vệ sĩ vừa bị Tiêu Chính Văn đánh gục, thò tay lấy điện thoại tên vệ sĩ bấm nút gọi, ra lệnh, thông báo đến tất cả các hội, tất cả mọi người, bao vây khách sạn Kempinski ngay lập tức. Bịch! Nói xong, Triệu Nguyên Dũng ném chiếc điện thoại xuống nền đất vỡ tan tành. Ánh mắt đằng đằng sát khí, Triệu Nguyên Dũng tôi chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay. Tiêu Chính Văn, ông đây sẽ băm mày ra thành trăm mảnh, cho mày biết thế nào là sự phẫn nộ của hội Thanh Long. Chẳng lâu sau, hàng chục chiếc xe thương vụ màu đen đã tập trung ngay trước cổng chính của khách sạn Kempinski. Xe vừa dừng bánh, từng tên xã hội đen tay 25 le con dao sắc nhọn và gậy sắt dài bước xuống. Đại ca! Tất cả những anh em tinh nhuệ nhất của Hổ Huy Đường đều đã có mặt. Một gã đầu hỏi chạy đến chiếc bên Mercedes, đứng cạnh cửa xe nói vọng vào trong. Tên đó vừa dứt lời, ở ngay trước cửa khách sạn, 40-50 gã đàn ông cường tráng, tên nào tên nấy to lớn vạm vỡ, xăm hình con hổ đen xì ở cánh tay phải. Tất cả đều khoác lên mình bộ vest đen trị giá cả trăm triệu tệ. Những vết dao chém chi chít trên cơ thể đã thành sẹo, thân hình lực lưỡng. Ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí của bọn chúng khiến ai nấy đều phải dùng mình khiếp sợ. Cửa sau của chiếc Mercedes mở ra, một người đàn ông bước xuống, thân hình cao to, cơ bắp rắn chắc, đeo kính mắt đen, cổ đeo dây chuyền vàng bản to, trán xăm hình đầu lâu, tay phải xăm hình hổ xuống núi. Người đàn ông đó vừa bước ra khỏi xe, 40-50 tên xã hội đen liền đồng thanh hô to, hổ ra.
Chương 475, Kim Trâm giết người. Đường khẩu của Hổ Uy Đường hội Thanh Long Bao Thiên Hổ. Tên Bao Thiên Hổ này rất nổi tiếng ở Đông Hải. Thủ đoạn cực kỳ ác độc, cũng là người có thực lực nhất trong hội Thanh Long. Năm đó Bao Thiên Hổ nương nhờ Triệu Nguyên Dũng, chỉ bằng một con dao phay đi mượn, có thể lật đổ mấy chục người làm chấn động cả Đông Hải, trở thành nhân vật nòng cốt của hội Thanh Long ngày nay. Hơn nữa, tâm tư hắn khó dò, không dễ dàng thể hiện bộ mặt thô kệch điên cuồng ra bên ngoài, ngay cả trong thế lực ngầm ở Đông Hải, tiếng tăm chỉ thuộc về Triệu Nguyên Dũng mà thôi. Rất nhiều người truyền tai nhau rằng, Bao Thiên Hổ rất có khả năng trở thành người đứng đầu của hội Thiên Long sau Triệu Nguyên Dũng. Lúc đó, Bao Thiên Hổ đứng ở cửa khách sạn, ánh mắt u ám lạnh lẽo liếc nhìn, sau đó trầm giọng nói, Dũng ra nói rồi, hôm nay, không được để bất kỳ ai bước ra khỏi khách sạn này. Bọn mày nghe rõ cho tao, hôm nay, khách sạn này là chiến trường của bọn mày, vào đi, khống chế tất cả người ở đây cho tao, đợi lệnh của tao rồi ra tay. Lập tức, 40-50 gã đàn ông lực lưỡng, cầm trong tay một con dao phay xông vào trong khách sạn. Ngay lập tức, khách sạn trở nên hỗn loạn. Đột nhiên có 40-50 tên côn đồ cầm dao và gậy sắt xông vào cửa, mỗi tên đều rất hung hãn. Nhân viên phục vụ và khách của khách sạn đều bị dọa hồn bay phách lạc, chạy khắp tứ phía, lớn tiếng kêu gào cứu mạng. Bọn họ nào đã từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ đâu. 40-50 gã đàn ông lực lưỡng bắt giữ mọi người không phân biệt nam nữ, chỉ trong chốc lát đã khống chế được toàn bộ nhân viên trong khách sạn. Triệu Nguyên Dũng vẫn luôn ẩn nấp trong phòng Bao, lúc này nhận được điện thoại của Bao Thiên Hổ, hai mắt lập tức trừng lớn, tức giận đập tay xuống bàn, kích động hét lên, được. Bao Thiên Hổ, tôi lập tức xuống ngay. Đêm nay, tôi muốn thằng nhóc kia phải chết ở đây. Dứt lời, Triệu Nguyên Dũng mặc kệ Tống Khánh Lâm, chạy như bay xông ra ngoài phòng Bao, đi đến sảnh lớn. Lúc này, Tống Khánh Lâm trong phòng Bao nở một nụ cười khẩy, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Khi Bao Thiên Hổ thấy Triệu Nguyên Dũng đầu tóc dính đầy bụi bẩn xuất hiện tại sảnh lớn, mí mắt hắn khẽ giật không ngừng, trái tim đập loạn xạ. Dũng gia bị đánh sao? Ông ta là hội trưởng hội Thanh Long, là người có thế lực lớn nhất trong thế giới ngầm ở Đông Hải. Kể cả ở Tu Hà, còn có người không biết ông ta ư? Ai dám ra tay đánh ông ta vậy chứ? Ngay cả Trịnh Thiên Thái đứng đầu Tu Hà cũng phải nể mặt mấy phần. Hơn nữa, bên cạnh Dũng gia còn có Bát Đại Kim Cang. Bát Đại Kim Cang đâu? Bao Thiên Hổ nhíu mày, lập tức hiểu ra điều gì, hắn biết, đêm nay e là máu chảy thành sông rồi. Có người ra tay với hội Thanh Long. Dũng gia. Bao Thiên Hổ nhanh chóng bước đến, cúi người nói, 45 người của Hổ Uy Đường đã tập hợp đầy đủ. Tốt lắm, Bao Thiên Hổ, cậu làm rất tốt. Triệu Nguyên Dũng khẽ cười, vỗ lên vai Bao Thiên Hổ. Ánh mắt liếc nhìn 45 tên đàn em hung hãn của Hổ Uy Đường. Dũng gia, 45 tên đàn em Hổ Uy Đường cùng nhau đồng thanh hét lớn, khí thế ngút trời. Triệu Nguyên Dũng gật đầu, sau đó nghiêng đầu hỏi, Khang Nhi đâu? Bao Thiên Hổ đáp, chắc là thiếu chủ đang trên đường tới đây. Thằng khốn, chắc là đi tìm gái rồi chứ gì? Thằng nhóc này, trong mắt chỉ có đàn bà gái gú. Tôi thật sự hối hận khi đã sinh ra loại không có chí tiến thủ như nó. Triệu Nguyên Dũng tức giận mắng chửi mấy câu, ông ta hiểu rõ thằng con ngu xuẩn của mình là người thế nào. Cực kỳ háo sắc, thấy đàn bà là không rời mắt nổi. Vốn dĩ ông ta định giao hội Thanh Long cho con trai mình, nhưng tên đó không chịu tiến bộ, cả ngày chỉ biết ăn chơi trụy lạc. Triệu Nguyên Dũng sao có thể yên tâm giao hội Thanh Long cho thằng con bất tài kia được chứ? Sao chỉ có mỗi đường khẩu cậu, những đường khẩu khác đâu? Triệu Nguyên Dũng nhướng mày, không vui hỏi. Bao Thiên Hổ vội vàng trả lời, anh em trong Tân Nhân Đường đã ra ngoài làm việc, anh em Trung Nghĩa Đường và Bắc Lang Đường đang tới, có điều, bọn họ ở khu vực phía bắc của Tu Hà nên tới đây cũng phải mất khoảng nửa tiếng. Triệu Nguyên Dũng cau mày, xua tay nói, thôi được rồi, mặc kệ bọn họ đi. Hôm nay, các cậu lật tung cái khách sạn này lên cho tôi. Tìm bằng được gã đàn ông tên là Tiêu Chính Văn. Tìm ra nó, chặt đứt tay chân nó rồi đưa đến trước mặt tôi. Vâng, thưa Dũng gia, Bao Thiên Hổ trả lời. Hổ Uy Đường nghe lệnh, lật tung khách sạn này lên cho tao, tìm bằng được gã đàn ông tên là Tiêu Chính Văn, chặt đứt tay chân nó rồi đưa đến trước mặt Dũng gia.
Sắc mặt Triệu Nguyên Dũng u ám gian xảo, nở nụ cười khẩy, ông ta đường đường là hội trưởng của hội Thanh Long, tuyệt đối không thể bị lật đổ ở Tu Hà bé bằng viên đạn này được. Nếu không, ông ta sao có thể dựa vào thế lực của mình để mở rộng thị trường ở Tu Hà được chứ? Vậy chẳng phải là khiến lão già Trịnh Thiên Thái cười chết hay sao? Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở một góc của sảnh lớn. Hội trưởng Triệu, xem ra ông vẫn không nhớ kỹ. Tiêu Chính Văn vốn dĩ đang nói chuyện với Đỗ Tình Tuyết, chuẩn bị đưa cô ta trở về thì bị âm thanh khóc nháo từ trong sảnh lớn thu hút sự chú ý nên bước đến đây. Vừa đưa mắt nhìn đã thấy cảnh tượng không ít những vị khách và nhân viên khách sạn bị đánh đến mức vết thương khắp người. Tiêu Chính Văn lập tức nổi giận. Muốn đối phó với anh cũng được, nhưng làm hại những người vô tội thì đúng là muốn tìm cái chết. Triệu Nguyên Dũng và Bao Thiên Hổ nghe xong liền nhướng mày quay lại, ánh mắt lạnh tanh từ phía đối phương ập đến khiến hai người họ chói mắt. Sát khí thật lạnh lùng, thật mạnh mẽ. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, cộng thêm người đẹp Đỗ Tình Tuyết đứng bên cạnh rõ ràng đã thu hút ánh mắt của mọi người. Chính là người đàn ông này. Bao Thiên Hổ cau chặt mày, hết sức kinh ngạc. Bởi vì, đối phương ung dung bước vào, không mảy may sợ hãi chút nào. Đỗ Tình Tuyết đứng sau lưng Tiêu Chính Văn, nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, không biết tại sao trái tim lại chợt thắt lại. Thấy Tiêu Chính Văn bước về phía trước, Triệu Nguyên Dũng nhếch mép cười khẩy, vẻ mặt hung tợn nói, thằng danh, mày quả nhiên vẫn chưa đi. Vậy càng tốt, hôm nay mày đừng hòng đi nữa. Lúc này Tiêu Chính Văn đã đứng khá gần trước mặt bọn họ, ánh mắt toát ra sát khí lạnh băng, nói, chỉ dựa vào đám người ô hợp bên cạnh ông mà cũng muốn giữ tôi lại sao? Láo toét, quá ngông cuồng, mày không biết ai đang đứng trước mặt mày sao? Bao Thiên Hổ bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng chỉ thẳng mặt Tiêu Chính Văn, giận dữ quát, dũng gia của hội Thanh Long. Nếu mày không muốn chết thì mau chóng ngoan ngoãn nghe lời cút ra đây, dập đầu nhận lỗi với dũng gia. Nếu không thì những người trong khách sạn hôm nay đều phải chịu thương tổn vì mày. Trong mắt Bao Thiên Hổ, thằng oát con trước mắt chỉ là một thằng danh vinh váo không biết trời cao đất dày là gì. Dám cả gan ngông cuồng trước mặt dũng gia, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Tiêu Chính Văn bình tĩnh lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bao Thiên Hổ, nói, dũng gia phải không? Xem ra ban nãy ở trong phòng Bao không được dạy dỗ đầy đủ. Nếu đã như vậy thì vừa hay, ở đây giải quyết luôn đi, đỡ mất công tôi lại tìm từng người một. Soạt! Nghe thấy những lời đầy đe dọa và ngông cuồng của Tiêu Chính Văn, hai mắt Bao Thiên Hổ lập tức trừng to. Hắn chưa từng thấy ai còn trẻ mà lại kiêu ngạo như vậy. Hắn vừa muốn lên tiếng, một tên đàn em của Hổ Huy Đường lập tức cướp lời phẫn nộ quát, muốn chết à. Mày dám ăn nói bất kính như thế với Dũng gia và Hổ gia, ông đây giết mày. Dứt lời. Soạt. Tên đó đang chuẩn bị xông lên, một ánh sáng lóe lên giữa hai ngón tay của Tiêu Chính Văn rồi biến mất. Lập tức, ánh sáng màu bạc bay về phía cổ gã đàn ông đang hét lớn. Lúc đó, Đỗ Tình Tuyết nhìn hình bóng Tiêu Chính Văn, đột nhiên cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ trên người anh. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta chuyển động, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, trên người Tiêu Chính Văn có quá nhiều bí mật. Ánh sáng màu bạc lướt trong không khí như sao băng, xuyên qua cổ họng của gã đàn ông đang la hét. Chỉ trong nháy mắt, máu chảy nhỏ giọt. Hắn ôm lấy cổ của mình, mặt tái mét, muốn nói gì đó, muốn thở sâu. Nhưng lại cảm thấy trong cổ họng khó chịu lạ thường, như thể có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm. Khoảnh khắc này hắn mới hối hận không thôi. Tại sao hắn lại ăn nói lỗ mãng, tại sao muốn làm con chim đầu đàn? Dầm! Mắt thấy gã đàn ông vừa nãy còn đang thách đấu liền lập tức ngã xuống, những người còn lại trong Hổ Huy Đường hoàn toàn sững sờ. Chương 476, Tiêu Chính Văn tàn nhẫn. Quá đáng sợ! Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Thậm chí bọn họ còn không thấy rõ Tiêu Chính Văn ra tay như nào thì bên mình đã có một người ngã xuống. Đôi mắt Bao Thiên Hổ run rẩy, hắn không phải người bình thường mà là người luyện võ từ nhỏ, đương nhiên biết rõ sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong khoảnh khắc Tiêu Chính Văn ra tay. Hắn biết, e là hôm nay đã phải tấm sắt rồi. Đó là một cây kim châm. Lúc này... Cuối cùng đám người Hổ Huy Đường cũng thấy rõ vũ khí trong tay Tiêu Chính Văn, vậy mà lại là một cây kim châm cực kỳ nhỏ bé. Dùng kim châm giết người ư?
Thằng Watt con, mày quá ngông cuồng rồi. Dám giết anh em của tao, muốn chết hả? Đám côn đồ tinh nhuệ của Hổ Huy Đường chỉ sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn. Bọn họ tức giận gào thét rồi nâng dao phay và gậy sắt lên, muốn xông tới báo thù cho người anh em đã chết. Dừng tay! Đột nhiên, Triệu Nguyên Dũng lạnh lùng hét lên, mọi người trong Hổ Huy Đường đều đột ngột dừng bước, nhưng vẫn cảm nhận được lửa giận ngút trời trên người bọn họ. Triệu Nguyên Dũng tỏ ra vô cùng dữ tợn, khóe miệng ông ta nở nụ cười nhạt đầy tự tin. Ông ta không để ý tới việc đàn em nào đã chết, ông ta chỉ muốn hội Thanh Long không bị mất mặt. Sắc mặt ông ta u ám nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, lạnh lùng cười nói, quả nhiên thủ đoạn của cậu Tiêu rất lợi hại, cách giết người bằng kim châm này e là chỉ có trong phim. Chỉ bằng cậu nói tôi nghe cậu là do ai sai tới, tôi ra giá gấp đôi, thấy sao? Triệu Nguyên Dũng cho rằng đối phương là do thế lực khác sai tới nhằm gây áp lực cho hội Thanh Long, suy cho cùng hội Thanh Long cũng đứng đầu thành phố Đông Hải mấy chục năm nay, việc vài thế lực dục dịch muốn tiếp cận vị trí này cũng không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa, dạo gần đây nội bộ của hội Thanh Long đang cải tổ lại nhân sự, bầu ra hội trưởng kế nhiệm, do đó Triệu Nguyên Dũng vô cùng nhạy cảm. Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói tôi tự cử mình tới. Quá kiêu căng. Bao Thiên Hổ nổi giận mắng chửi, lạnh lùng nói, hôm nay, tao sẽ khiến tên nhãi không biết trời cao đất rộng như mày biết sự lợi hại Hổ Huy Đường bọn tao. Tới lúc đó mày đừng có mà sợ tới mức tè ướt quần. Ha 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 ha, Hổ Gia nói đúng. Hổ Gia ra tay, tên nhãi nhép này sẽ bị giết trong tích tắc. Bao Thiên Hổ vừa dứt lời, mấy tên đàn em của Hổ Huy Đường cười ầm lên không chút dè chừng. Dường như trong mắt bọn chúng, sự mạnh mẽ Tiêu Chính Văn vừa thể hiện ra căn bản không đủ khiến chúng lo sợ. Hơn nữa, theo Bao Thiên Hổ thấy, Tiêu Chính Văn có lẽ có chút thực lực, nhưng mà cũng chỉ là chút võ mèo mà thôi. Bây giờ, đám đàn em tinh nhuệ của Hổ Huy Đường đông như vậy, đối phó một mình Tiêu Chính Văn cũng đủ để giết tại chỗ. Vậy sao, thế thì tôi muốn xem thử, rốt cuộc Hổ Huy Đường tiếng tăm lẫy lừng của hội Thanh Long thành phố Đông Hải lợi hại đến mức nào. Tiêu Chính Văn cười khẩy, bước một bước về phía trước, trong phút chốc khí thế trên người tăng lên đột ngột, tuôn ra sát khí bất tận. Mày muốn chết đấy nhé. Bao Thiên Hổ giống lên, cả người tựa như hổ dữ xuống núi, hắn xông ra, siết chặt nắm đấm, mang theo luồng gió mạnh đánh về phía Tiêu Chính Văn. Bao Thiên Hổ có thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không phải do tập luyện và bổ sung bột protein mà nhờ vào những cuộc ẩu đả đường phố. Hắn cao gần 1m8, cơ bắp cuồn cuộn những đường gân trên cánh tay rắn chắc. Cú đấm này đủ để giết chết một con trâu. Luồng gió từ cú đấm tựa như hổ, mãnh liệt bá đạo. Nắm đấm bự bằng cái bát, đánh về phía đầu của Tiêu Chính Văn. Năm đó, Bao Thiên Hổ đã đấm sập một bức tường chỉ bằng một cú đấm. Trong mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia lạnh lẽo, sau đó anh khẽ né sang một bên, nhẹ nhàng tránh được cú đấm. Bao Thiên Hổ cũng khá linh hoạt, trong phút chốc tung ra một cú đá ngang tới chỗ Tiêu Chính Văn. Cú đá này dùng lực rất lớn, nhưng vẫn đá vào khoảng không như cũ. Hắn đấm thêm một cú, rồi lại tung chân đá ngang. Cứ luôn phiên đấm và đá. Nếu là người bình thường thì thực sự không chịu được nhiều cú đấm và đá của Bao Thiên Hổ, không chết cũng bị thương nặng. Nhưng Tiêu Chính Văn thì khác, đối diện với sự công kích mãnh liệt trước mắt. Anh vẫn nhẹ nhàng tránh né như vậy, hoàn toàn không có ý định ra tay. Ngược lại, Bao Thiên Hổ đã mệt tới nỗi thở hổn hển, hắn đấm đá liên tục nhưng không đụng được sợi tóc của Tiêu Chính Văn. Mệt chưa? Tiêu Chính Văn thản nhiên hỏi, miệng nở nụ cười nhạt. Thằng Watt con, mày muốn chết hả? Đi chết đi! Bao Thiên Hổ càng thêm tức tối, cơn giận do đánh mãi không trúng đối phương khiến hắn mất dần lý trí. Hắn vung mạnh nắm đấm phải, một cú đấm tựa như sấm chớp. Sau đó, thân hình Tiêu Chính Văn chợt biến mất tại chỗ. Cơ thể Bao Thiên Hổ lập tức cứ như quả bóng bay bị đá bay ngược ra ngoài. Một cú đá. Tiêu Chính Văn xuất hiện sau lưng Bao Thiên Hổ, đá mạnh khiến Bao Thiên Hổ bay xa, cả người hắn tựa như cây cung, bị đá bay văng sang phía đối diện của sảnh lớn, mặt trước của cơ thể tiếp xúc gần với bức tường vàng quét phôi. Tiếng vang như sấm rền. Êm tai rung động lòng người. Dưới cú đá mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn,
cơ thể Bao Thiên Hổ đập thẳng vào tường, cả bức tường bắt đầu rạn nứt như mạng nhện. Sức mạnh cú đá này của Tiêu Chính Văn quả thực đã khiến mọi người có mặt ở đó chấn động. Bao Thiên Hổ trăm trận trăm thắng, hổ gia của Hội Thanh Long nổi tiếng về sức mạnh đã ngửa mặt nằm dạp xuống đất, máu me be bét đầy mặt. Trong tích tắc, cả sảnh lớn im lặng như tờ. Đám đàn em tinh nhuệ của Hổ Uy Đường hoàn toàn không đoán trước được tình huống này, đó là đường chủ của bọn họ, là hổ gia của Hội Thanh Long mà. Cuộc chiến này từ lúc bắt đầu đã hơi sai sai. Mọi người đều sững sờ. Bao Thiên Hổ nằm liệt dưới đất, cảm nhận được sự lợi hại của cú đá từ phía sau lưng, dường như cột sống đã bị đá gãy. Hắn không thể cựa quậy được, quay người cũng thấy đau. Trước đây, đều là hắn giết người chỉ trong một đòn, nhưng hôm nay, hắn lại bị người khác giết y như vậy. Bao Thiên Hổ không cử động được, chỉ cảm thấy cơ thể tê dần dần. Ngay cả sức lực để giơ một ngón tay lên mà hắn cũng không có, nhớ lại những oai phong năm xưa, vậy mà hôm nay hắn lại rơi vào kết cục như này. Chỉ với một cú đá, Tiêu Chính Văn đã khiến Bao Thiên Hổ ông hai của Hội Thanh Long vẫn luôn tự nghĩ là mình mạnh, thành một tên tàn phế. Hai tay Tiêu Chính Văn nút vào túi quần, chậm rãi bước tới trước mặt Bao Thiên Hổ, mỗi bước chân anh đặt xuống đều tựa như tiếng chuông bên tai Bao Thiên Hổ. Hắn thà chết chứ không chịu nhục nhã. Ha ha, thằng nhãi này quả nhiên có chút bản lĩnh. Không ngờ Bao Thiên Hổ tao ngày hôm nay lại bại dưới tay mày. Bao Thiên Hổ nghiến răng nghiến lợi, lộ vẻ hung dữ, cuối cùng bình tĩnh lại thở dài, rất muốn bỏ dậy. Nhưng, một giây sau. Rầm, Tiêu Chính Văn đạp mạnh vào lồng ngực Bao Thiên Hổ, lại giẫm mạnh thêm lần nữa. Răng rắc, có thể nghe được tiếng xương sườn gãy nát. A a a. Tiếng kêu gào thê thảm cùng cực, vang dội khắp sảnh lớn của khách sạn. Tiêu Chính Văn đạp gãy vài cái xương sườn của Bao Thiên Hổ, căn bản không có ý định nương tay. Do xương sườn bị gãy, Bao Thiên Hổ vô thức hét lên một tiếng thảm thiết, dường như lồng ngực đã bị lõm xuống một lỗ. Phụt! Bao Thiên Hổ phun ra máu, mắt trợn tròn, dữ tợn nhìn chòng chọc Tiêu Chính Văn, thốt ra một câu, mày sẽ không được chết tử tế. Thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Chính Văn khiến mọi người sững sờ. Nhất là tiếng kêu rên thảm thiết của Bao Thiên Hổ đã dọa người của Hổ Uy Đường đều lùi ra đằng sau vài bước. Giết anh em tao, mày phải chết, bố mày muốn chém chết mày. Triệu Nguyên Dũng thấy đàn em của mình là Bao Thiên Hổ bị đánh thảm như vậy, sống chết không rõ thì không nhịn được nữa, phẫn nộ hét lên, tiện tay rút một con dao, nhảy lên không trung, con dao trong tay chém mạnh về phía đầu của Tiêu Chính Văn. Chương 477, tụ họp trên du thuyền. Chết đi cho ông. Triệu Nguyên Dũng cũng không phải người vô tích sự, ông ta lăn lộn nhiều năm như vậy, thời còn trẻ là một con hổ dũng mãnh, thủ đoạn hiểm ác. Nhát dao này của ông ta, bổ thẳng về phía đầu Tiêu Chính Văn, muốn anh chết ngay tức khắc. Tiêu Chính Văn lại không cho là vậy, anh nhướng mày, liếc nhìn Triệu Nguyên Dũng đang lao về phía mình. Cười khẩy nói, nếu đã đến rồi thì dứt khoát giải quyết mọi chuyện một lần luôn đi. Thế lực ngầm của thành phố Đông Hải nên đổi chủ rồi. Một ông trùm nhỏ bé của thế giới ngầm thành phố Đông Hải mà cũng dám làm loạn ở Tu Hà. Tiêu Chính Văn cũng không né nhát dao này, mà đứng yên tại chỗ, cả người như đang lên dây cung, phù một tiếng lao lên. Đợi đến khi mọi người nhìn rõ anh thì anh đã tung ra một cú đá. Ngay khi lòng bàn chân tiếp xúc vào bụng của Triệu Nguyên Dũng, một đòn cực mạnh lập tức như xé rách cơ thể Triệu Nguyên Dũng, sau đó ông ta dừng lại giữa không trung rồi nhanh chóng bay ra theo hình parabol. Ông ta cảm thấy một luồng sức mạnh cực kỳ lớn truyền từ lòng bàn chân đập vào bụng, làm ruột gan ông ta như thắt lại, vô cùng đau đớn. Bịch! Cả người Triệu Nguyên Dũng bay lên rơi vào trong đám người Hổ Uy Đường và làm ngã mấy người liên tiếp mới dừng lại, cả người liền khuỵu xuống đất. Sau đó đàn em trong Hổ Uy Đường nhanh chóng đỡ ông ta dậy. Nhưng ông ta đã không còn sự hung ác như lúc trước nữa, cái lưng còng xuống, ánh mắt u ám lạnh lẽo trừng Tiêu Chính Văn, hét lên một tiếng, giết hắn. Mau giết chết hắn cho tao. Dứt lời, một bóng dáng mang theo khuôn mặt mỉm cười đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Nguyên Dũng, đứng cách ông ta chỉ một cánh tay, ông ta thấy rõ ràng sát khí cuồn cuộn như thủy triều trong đôi mắt kia. Tiêu Chính Văn dùng tay nắm chặt cổ áo Triệu Nguyên Dũng, nhấc ông ta lên khỏi mặt đất.
Muốn giết tôi thì cũng tự hỏi xem bản thân ông có đủ năng lực đó hay không đã chứ. Giọng điệu Tiêu Chính Văn hết sức lạnh lùng, đằng đằng sát khí nói. Triệu Nguyên Dũng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người đã bị đá văng ra, nặng nề đập vào chiếc tủ trưng bày bằng kính cường lực trong sảnh lớn của khách sạn. Choang! Kính đã bị vỡ tan tành, một viên đá kỳ lạ trong tủ kính rơi ra ngoài, rơi thẳng vào người Triệu Nguyên Dũng nằm trong đống thủy tinh vỡ nát. Triệu Nguyên Dũng chỉ nghe thấy tiếng hai chân mình răng rắc, sau đó hét lên thảm thiết. A, à, chân của tao! Âm thanh giòn giã của xương gãy khiến tất cả mọi người kinh hãi. Viên đá kỳ lạ nghìn cân đó đã làm gãy hai chân của Triệu Nguyên Dũng, ép cả người ông ta xuống, dù Triệu Nguyên Dũng có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Chỉ trong chớp mắt, đã phế bỏ vị trí đường chủ của Hổ Huy Đường và hội trưởng hội Thanh Long. Tất cả đều vô cùng thê thảm. Tiêu Chính Văn xua tay, lạnh lùng liếc một vòng, nói, vừa nãy có những ai nói muốn giết chết tôi nào? Không gian yên lặng như tờ. Đối diện với một vị sát thần như Tiêu Chính Văn, không ai dám trả lời. Lúc này mà xông ra thì đúng là thằng ngốc, muốn tìm đến cái chết. Người mạnh như này, chỉ dùng tay không đã có thể phế bỏ Triệu Nguyên Dũng của thế lực ngầm ở Đông Hải, ngay cả Hổ Gia Bao Thiên Hổ cũng không phải đối thủ của anh ta. Đêm nay bầu trời của thế lực ngầm ở thành phố Đông Hải sẽ phải thay đổi. Đứng trước một thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tất cả những mưu hèn kế bẩn đều chẳng là gì cả. Trong mắt Tiêu Chính Văn, anh chỉ muốn nói rằng, tất cả những người ở đây đều là rác rưởi. Toàn bộ đám người Hổ Huy Đường đều im lặng, không ai dám xông lên, mất đi ông trùm, bọn họ liền như rắn mất đầu. Triệu Nguyên Dũng nằm bò dưới đất, cả người run rẩy. Ông ta chưa từng thất bại như ngày hôm nay, hai chân đau đớn khiến cả người ông ta run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa. Giết chết hắn, mau giết chết hắn cho tao. Triệu Nguyên Dũng nhẫn nhịn cơn đau quát lên, ai giết chết được hắn thì người đó chính là hội trưởng tiếp theo của hội Thanh Long. Ông ta vẫn chưa nói xong, Tiêu Chính Văn tiện cầm con dao trong tay, ném dao bay tới vút một tiếng, làm cánh tay của Triệu Nguyên Dũng nứt rời. A! À. Bả vai của Triệu Nguyên Dũng lập tức phun ra máu tươi, văng khắp người ông ta. Một cánh tay, máu loang lổ chảy ra mặt đất, năm ngón tay vẫn còn đang động đậy. Sự đau đớn vượt quá khả năng chịu đựng của con người làm Triệu Nguyên Dũng suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Đến lúc này rồi vẫn còn lắm lời. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc xéo Triệu Nguyên Dũng bằng ánh mắt tràn ngập sát khí. Nếu mấy người đã chuẩn bị để giết tôi, thì cũng nên chuẩn bị thật tốt tâm lý bị chém chết đi. Một mình Tiêu Chính Văn đứng trong sảnh lớn, đối diện với mấy chục đàn em tinh nhuệ của Hổ Huy Đường mà không mảy may sợ hãi, lại từng bước tiến về phía trước, buộc những người đó từng người lùi về phía cửa. Sức mạnh của một người, lại khống chế được toàn bộ những con mãnh hổ trong Hổ Huy Đường. Tổng giám đốc Đỗ, còn bao lâu nữa, Tiêu Chính Văn đột nhiên cao giọng hỏi một câu. Sắp rồi. Đỗ Tình Tuyết đứng sau Tiêu Chính Văn không xa, đã sớm bị thủ đoạn tàn độc của Tiêu Chính Văn dọa hoa mắt chóng mặt. Ngay khi giọng nói vừa cất lên, trước cửa khách sạn vang lên tiếng hú còi của xe cảnh sát, hàng chục chiếc xe cảnh sát lập tức bao vây khách sạn. Những người bên trong nghe rõ đây, mọi người đã bị bao vây rồi, mau chóng giơ tay đầu hàng. Cảnh sát bên ngoài thông báo xong, sau đó hai tốp cảnh sát vũ trang trang bị đầy đủ súng đạn thật xông vào. Ngay lập tức khống chế toàn bộ đám người Hổ Huy Đường. Một người đàn ông sắc mặt u ám, cầm súng trong tay, áo chống đạn trước ngực, liếc nhìn những kẻ mặc đồ đen đang bị khống chế đưa lên xe cảnh sát, sau đó thu súng lại, bước đến trước mặt Đỗ Tình Tuyết, sắc mặt lo lắng và sốt ruột hỏi, Tình Tuyết, cậu không sao chứ? Đỗ Tình Tuyết giữ khoảng cách với người đàn ông đó, trả lời, tôi không sao, may mà có anh ấy ở đây. Dứt lời. Người đàn ông đó nghiêng đầu cau mày nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó chìa tay ra mỉm cười nói, chào anh, tôi là đội trưởng đội điều tra hình sự phân khu Tu Hà, Ngụy Hải. Tiêu Chính Văn mỉm cười, lịch sự bắt tay với đối phương và nói, Tiêu Chính Văn. Vị đội trưởng đó chỉ cười nhạt, không để ý Tiêu Chính Văn nữa mà rất quan tâm hỏi han Đỗ Tình Tuyết. Tình Tuyết, sao cậu lại chọc vào hội Thanh Long thế lực ngầm của Đông Hải vậy, Ngụy Hải quan tâm hỏi. Hắn là bạn học cũ của Đỗ Tình Tuyết, nay là đội trưởng đội điều tra hình sự của phân khu Tu Hà. Đỗ Tình Tuyết đỡ chán, lắc đầu nói ra thì dài lắm,
tôi về trước đây. Được, chỗ này giao cho tôi. Tôi cho người đưa cậu về, Ngụy Hải nói. Đỗ Tình Tuyết lắc đầu nói, không cần đâu, Tiêu Chính Văn có thể đưa tôi về. Dứt lời, Đỗ Tình Tuyết liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Ngụy Hải nhướng mày, đồng thời nhìn sang, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo, nhưng miệng vẫn cười mỉm nói, vậy được. Ánh mắt lạnh lùng của hắn đương nhiên đã bị Tiêu Chính Văn nhìn thấy, nhưng anh cũng không nói gì mà quay về cùng Đỗ Tình Tuyết. Đưa Đỗ Tình Tuyết về xong Tiêu Chính Văn mới trở về nhà mới. Vừa tiến vào cửa đã nhìn thấy Khương Vi Nhan trong nhà, ngoài ra còn có Lương Thiên Thụy. Lúc này, thấy Tiêu Chính Văn về, ánh mắt Lương Thiên Thụy liền toát ra sát khí lạnh lùng, nhưng vẫn mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Ngược lại, Tiêu Chính Văn không hề nể mặt, lạnh lùng nói, anh đến đây làm gì? Lương Thiên Thụy cười nói, ồ, ngày mai mấy người bạn của tôi có buổi tụ họp trên du thuyền, tôi muốn qua mời Khương Vi Nhan và anh cùng đến chơi. Chương 478, châm chọc chế nhạo. Tụ họp trên du thuyền ư, xin lỗi, cảm ơn đã có lòng, chúng tôi không đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Khương Vi Nhan cũng nói theo, Thiên Thụy, em và Chính Văn sẽ không đến đâu. Nghe vậy, Lương Thiên Thụy nhíu mày, cười nói, Vi Nhan, đây là anh đặc biệt tổ chức buổi tụ tập, những người tham gia đều là thiếu gia và tiểu thư của các thế gia và các doanh nghiệp lớn ở Tu Hà. Điều này sẽ có ích rất lớn cho việc làm ăn của em không đi thật sao? Nghe hắn nói thế, Khương Vi Nhan hơi do dự. Cô cũng không muốn đến những nơi như vậy lắm, nhưng có thể tiếp xúc với càng nhiều mối quan hệ xã hội có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi. Cô nhìn về phía Tiêu Chính Văn, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, sau đó nói, được, anh đi cùng em. Lương Thiên Thụy nở nụ cười, khóe miệng mang theo vẻ nham hiểm. Nhưng không hề biểu hiện ra trước mặt Khương Vi Nhan, hắn đứng dậy nói, vậy được, anh về trước, 7 giờ sáng, hẹn gặp em ở bến tàu. Dứt lời, Lương Thiên Thụy liền đứng dậy rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan đứng dậy, chu miệng đi về phía Tiêu Chính Văn, cô nắm lấy tay anh với vẻ hơi áy náy, nói, chồng à, em xin lỗi, em hứa với anh sau lần này em sẽ không bao giờ liên lạc với Lương Thiên Thụy nữa. Có được không? Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan chớp đôi mắt to làm nũng, đưa tay xoa tóc cô, được rồi, em cũng là vì việc làm ăn của công ty, vì để chúng ta có cuộc sống tốt hơn thôi mà. Khóe miệng Khương Vi Nhan cong lên, cô cười thật tươi. Đúng 6 giờ 30 sáng, Tiêu Chính Văn lái xe điện chở Khương Vi Nhan đến bến tàu Tinh Cảng như đã hẹn với Lương Thiên Thụy. Hôm nay, Khương Vi Nhan mặc một chiếc váy dài màu đen hở lưng, để tóc ngang vai. Trang điểm tinh tế, dưới chân đi một đôi cao gót, trông giống như một ngôi sao nổi tiếng. Đi đến đâu cũng thu hút người qua đường chụp lén. Ngược lại, Tiêu Chính Văn chỉ mặc áo phông, quần jean và đi một đôi giày thể thao giản dị. Sự kết hợp như vậy khiến rất nhiều người đàn ông khó chịu. Có một loại cảm giác như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Đến bến tàu, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan vừa đậu xe. Phía sau liền vang lên tiếng gầm rú của động cơ ô tô thể thao. Brum brum brum. Cả hai quay lại nhìn thì thấy toàn là Ferrari, Maserati, Porsche, M8. Đây mới là những kẻ lắm tiền. Hơn 10 chiếc xe thể thao, lập tức thu hút ánh nhìn của khách du lịch. Đặc biệt là chiếc Ferrari màu đỏ phía trước kia, Lương Thiên Thụy hạ kính xe, ló đầu ra vẫy tay với Khương Vi Nhan ở bên đường, gọi to, Vi Nhan. Khương Vi Nhan cũng khẽ vẫy tay. Sau đó, hơn chục chiếc xe thể thao lần lượt dừng lại. Từ trên xe, mười mấy tiểu thư và thiếu gia nhà giàu bước xuống. Họ cười nói sôi nổi, tụ họp một chỗ nói chuyện phiếm trêu ghẹo nhau. Lương Thiên Thụy chào hỏi với bọn họ trước, rồi mới chạy tới nở nụ cười nói với Khương Vi Nhan, Vi Nhan, em đến đây bằng xe gì vậy? Vừa nãy anh còn qua đón em đấy. Khương Vi Nhan khẽ cười. Vén tóc ra sau tai, nói em và Chính Văn đi xe điện tới. Vừa nói, Lương Thiên Thụy vừa liếc mắt nhìn chiếc xe điện phía sau Tiêu Chính Văn, khóe mắt hiện lên vẻ khinh thường, chế nhạo, hóa ra là một chiếc xe điện, cũng tốt, lát nữa để anh đưa em về bằng con Ferrari đỏ kia, đưa em đi dạo vài vòng Tu Hà. Nói về xe của mình, trông Lương Thiên Thụy có vẻ tự hào. Hắn thậm chí còn cố ý liếc nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt chế giễu.
Khương Vi Nhan liếc nhìn chiếc Ferrari, khẽ lắc đầu nói, không cần đâu, em ngồi không quen, vẫn thích đi xe của chồng em hơn. Nói xong, cô còn khoác cánh tay Tiêu Chính Văn. Thấy cảnh tượng này, khóe mắt Lương Thiên Thụy lóe lên vẻ u ám, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Được thôi, đi nào, anh giới thiệu em với mọi người. Nói xong, Lương Thiên Thụy đưa Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn tới chỗ các thiếu gia tiểu thư nhà giàu. Mọi người, hai người này chính là Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn mà tôi đã nhắc tới. Lương Thiên Thụy đút hai tay trong túi quần, thản nhiên giới thiệu. Đám thiếu gia tiểu thư nhà giàu kia đánh giá Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn từ trên xuống dưới, thái độ không giống nhau, ánh mắt lạ lùng, thậm chí bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo lúng túng. Nhưng đám thiếu gia nhà giàu lại rất nhiệt tình với Khương Vi Nhan, nhao nhao tranh nhau giới thiệu bản thân. Xin chào tiểu thư Khương, tôi là Hách Thiên Vũ, bố tôi là Hách Quốc Chính chủ tịch tập đoàn Lệ Hoa. Tôi là Hoàng Hạo Minh, tự mở một nhà xưởng sửa chữa siêu xe. Triệu Khải Thụy, đầu tư tài chính và cổ phiếu. 7-8 người đàn ông hào phóng giới thiệu với Khương Vi Nhan, thậm chí có người còn đưa danh thiếp và để lại thông tin liên lạc. Đương nhiên họ đều bị vẻ đẹp của Khương Vi Nhan hấp hồn. Trước kia bọn họ chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp động lòng người như vậy. Khí chất ngôi sao lớn và khuôn mặt hoàn hảo thanh nhã này, đẹp hơn rất nhiều so với những người phụ nữ bọn họ gặp ở quán bar và hộp đêm. Nhất là khi so sánh với mấy tiểu thư nhà giàu bên cạnh thì đúng là hạc giữa bầy gà. Đám tiểu thư nhà giàu, ai nấy đều trang điểm đậm, từ trên xuống dưới đều là trang sức và túi xách đắt tiền, khác xa với phong cách giản dị thuần khiết của Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan cũng rất ngượng ngùng chào hỏi bọn họ, nhận lấy danh thiếp, ghi lại phương thức liên lạc. Những cô gái khác nhìn thấy cảnh này đều rất khó chịu, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Chết tiệt! Bọn họ rõ ràng là tâm điểm sự chú ý, thế nhưng người phụ nữ xấu xí này đột nhiên xuất hiện, cướp đi ánh đèn sân khấu của họ. Nhìn thứ mà cô ta mặc trên người đi, đều là hàng bình dân tầm thường không thể tầm thường hơn, thậm chí túi xách cũng là loại rẻ tiền chỉ mấy trăm tệ. Chênh lệch quá lớn so với LV và Gucci của bọn họ rồi đấy. Lương Thiên Thụy, đây là người bạn mới mà anh muốn giới thiệu với chúng tôi sao? Theo bà đây thấy cũng quá tầm thường. Một cô gái trong số đó có dáng người cao gầy, vẻ mặt cao ngạo, khoanh tay lạnh lùng nói. Cô ta trông cũng tạm ổn, khoảng tầm 7-8 điểm, dáng người hình chữ S đúng chuẩn, quần áo trang sức quý giá, trên cổ còn đeo vòng kim cương kiểu mới nhất của Cartier. Phải đấy, Lương Thiên Thụy, chúng tôi còn tưởng anh định giới thiệu với chúng tôi một vài người bạn thú vị, chứ không phải kẻ tầm thường không có tiền. Chúng tôi không muốn chơi với cô ta đâu, quá nhàm chán. Kết giao với người bình thường như vậy cũng quá mất hứng rồi đấy. Mấy cô gái khác cũng phụ họa theo, đầy vẻ coi thường khinh bỉ. Vẻ mặt Khương Vi Nhan hơi khó coi, Lương Thiên Thụy vội vàng nói, ôi chao, mấy bà cô của tôi ơi, cô ấy là thanh mai trúc mã thuở nhỏ của Lương Thiên Thụy tôi, mọi người nể mặt chút được không? Hơn nữa, tốt xấu gì Vi Nhan cũng là tiểu thư nhà họ Khương, bởi vì gả cho người không tài giỏi, mới thành như bây giờ. Lập tức, mũi dao hướng về phía Tiêu Chính Văn. Cả nhóm người nhìn Tiêu Chính Văn bên cạnh Khương Vi Nhan với ánh mắt lạnh lùng. Có thù hận, có ghen ghét, cũng có hả hê. Người đàn ông này là chồng cô ấy sao? Mẹ nó, không phải chứ, đây không phải là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga sao? Tiểu thư Khương, chỉ cần cô bằng lòng ly hôn với anh ta thì tôi sẽ cưới cô ngay lập tức. Mấy thiếu gia nhà giàu lập tức hét lên. Chương 479. Nếu có lần sau thì tôi sẽ bẻ tay anh. Khương Vi Nhan nghe thấy thế thì tỏ ý xin lỗi, mối quan hệ tình cảm giữa tôi và chồng vẫn rất tốt. Sau đó cô nói với Lương Thiên Thụy, em và chồng về trước đây. Nói xong, cô kéo tay Tiêu Chính Văn với khuôn mặt u ám, định bỏ đi. Lương Thiên Thụy vội giữ Khương Vi Nhan lại, Vi Nhan, đừng vội mà, bọn họ chỉ muốn trêu em chút thôi, hơn nữa. Cũng khó khăn lắm em mới đến đây, em cứ đi như thế thì anh mất mặt lắm đấy. Nhưng bọn họ vừa giễu cợt em và chồng em, Khương Vi Nhan không vui đáp. Cô không thích ai nói những lời không hay về Tiêu Chính Văn ngay trước mặt mình. Lương Thiện Thụy vội vàng xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh thay mặt bọn họ xin lỗi em,
Bình thường bọn họ cũng hay trêu đùa như vậy, nói năng không suy nghĩ gì. Em yên tâm, có anh ở đây mà. Khương Vi nhăn nhíu đôi lông mày lá liễu, quay qua nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gật đầu lên tiếng, đến thì cũng đến rồi, lên thuyền đi. Sau đó, Lương Thiên Thụy dẫn Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn và mười mấy tên thiếu gia tiểu thư nhà giàu cùng lên chiếc du thuyền lớn sang trọng. Nhìn thấy bọn họ lên thuyền, Lương Thiên Thụy mỉm cười, bỗng chốc nụ cười đó biến thành một nụ cười gian xảo nham hiểm. Sau đó, hắn đi ra chỗ kín, rút điện thoại bấm số gọi, trầm giọng nói, chúng tôi đã lên thuyền rồi, bên anh có thể chuẩn bị hành động rồi đấy. Sếp Lương yên tâm, người của tôi rất đáng tin. Chỉ cần các anh ra đến biển, tôi sẽ đưa các anh em lên thuyền, giúp anh diễn tròn vai anh hùng cứu mỹ nhân. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói có phần lỗ mãng, pha thêm chút ngạo mạn. Lương Thiên Thụy nghe thấy thế liền yên tâm, gật đầu tốt. Xong việc, tôi sẽ chuyển 1 triệu tệ vào tài khoản của anh Hải. Nói xong, hắn cúp máy, thở hắt ra một hơi, quay người ra sau. Nhưng thật bất ngờ. Tiêu Chính Văn đã đứng sau từ bao giờ, đang đút tay túi quần, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Tiêu Chính Văn, sao anh lại ở đây? Lương Thiên Thụy hốt hoảng, hai mắt không ngừng chớp. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lương Thiên Thụy, cười nhạt, tổng giám đốc Lương vừa nói chuyện với ai đấy? À, có vài việc ở công ty thôi. Lương Thiên Thụy vội vàng giải thích, rồi đi ngang qua sau lưng Tiêu Chính Văn, lên du thuyền thôi. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn theo hắn. Suy nghĩ một lúc, anh gửi định vị cho Long Nhị. Rồi mới lên thuyền cùng Lương Thiên Thụy. Mười mấy phút sau, chiếc du thuyền rời khỏi bến tàu Tinh Cảng, chạy ra hướng biển. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời chiếu rạng, gió biển và hơi nước mát mẻ thật khiến người ta sảng khoái. Phóng tầm mắt nhìn, xung quanh là làn nước biển trong xanh, những chú hải âu bay lượn, điểm sắc trắng tinh cho bức tranh biển xanh mát mẻ ấy. Khương Vi Nhan đứng trên boong thuyền, hai tay vịn vào lan can, nhắm mắt cảm nhận không khí biển trong lành, mát mẻ. Đã rất lâu rồi, Khương Vi Nhan mới có cảm giác thư giãn như thế này. Người ta nói, ai cũng phải đi biển một lần trong đời, bởi ở nơi đây mới cảm nhận được thế giới thật sự có ý nghĩa. Ở nơi đây, bạn mới cảm nhận được vẻ đẹp và sự rộng lớn vô hạn của thế giới. Tiêu Chính Văn bước đến, đứng bên cạnh Khương Vi Nhan. Ngắm nhìn dáng vẻ mãn nguyện của cô, bỗng nhiên tự trách bản thân. Mấy năm nay, cô ấy đã vất vả rồi. Vi Nhan, em thích biển không? Tiêu Chính Văn hỏi. Thích chứ, Khương Vi Nhan nhắm mắt, cười nói, em luôn muốn có một căn nhà bên bờ biển, chung sống cùng người mình yêu và na na nữa, sống một cuộc sống bình dị. Tiêu Chính Văn gật đầu, anh âm thầm ghi nhớ câu nói này của cô. Đúng lúc này, Lương Thiên Thụy bước tới. Kéo theo cả mấy thiếu gia và tiểu thư nhà giàu, nói Tiêu Chính Văn, nào, uống vài ly đi. Đám thiếu gia nhà giàu vây lấy Tiêu Chính Văn, còn mấy cô tiểu thư thì kéo Khương Vi Nhan ra chỗ khác tám chuyện. Tiêu Chính Văn nhíu mày, Lương Thiên Thụy đưa cho anh ly rượu rồi nói, yên tâm đi, đều ở cùng trên một chiếc thuyền rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa sao? Nào, uống vài ly với anh em chúng tôi đi. Ngẫm nghĩ một chút. Tiêu Chính Văn cũng không khách khí nữa, nâng ly với đám thiếu gia nhà giàu. Đúng rồi, nghe Vi Nhan nói, anh đang làm vệ sĩ cho tập đoàn Đỗ Thị đúng không? Lương Thiên Thụy đột nhiên hỏi. Mấy thiếu gia nhà giàu nghe xong liền cười cợt. Vãi trưởng, không phải chứ, anh Tiêu làm vệ sĩ ư? Tôi nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị là Đỗ Tình Tuyết, ngoại hình xinh đẹp, còn là một trong 4 đóa hoa của tỉnh. Người anh em thật có phúc. Quen cả Đỗ Tình Tuyết cơ à, cho tôi số điện thoại cô ta đi. Trong lúc mấy thiếu gia đang châm chọc Tiêu Chính Văn, bỗng xuất hiện một người mặc đồ trắng đắt tiền, khuôn mặt đẹp trai cao ngạo, hai tay đút túi quần, phía sau hắn còn có 2 thiếu gia nhà giàu khác, bước từng bước đi tới. Hắn đến trước mặt Tiêu Chính Văn, nói với giọng điệu không mấy thiện cảm, Tiêu Chính Văn, con người tôi không thích dài dòng, tôi hy vọng anh ly hôn với Khương Vi Nhan đi, bởi vì tôi thích cô ấy rồi. Nghe thấy vậy, không gian bỗng im phăng phắc. Lương Thiên Thụy và đám thiếu gia nhà giàu đều nhếch mép cười khẩy, trên mặt đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Người này là thiếu gia nhà họ Bạch Bạch Thanh Xuyên, cũng là tam thiếu gia được nuông chiều nhất của nhà họ Bạch. Kiêu căng ngạo mạn, ưa bạo lực.
Bình thường những ai đắc tội với Bạch Thanh Xuyên về cơ bản đều sẽ thành tàn phế. Hơn nữa, nhà họ Bạch là một trong bốn gia tộc lớn ở tỉnh, địa vị rất cao, tài sản lên đến hàng chục tỷ tệ. Nhà họ Bạch kinh doanh dược liệu, nắm trong tay một nửa thị trường dược liệu ở tỉnh. Ngay cả những thành phố lân cận cũng là địa bàn làm ăn của nhà họ Bạch. Có thể nói, ở tỉnh Giang Nam, nhà họ Bạch là gia tộc hàng đầu. Lương Thiên Thủy cố tình mời Bạch Thanh Xuyên đến để gây khó dễ cho Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan đang nói chuyện với mấy cô tiểu thư gần đó, nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị đám người kia vây quanh, trong lòng lo lắng muốn qua xem thử, nhưng liền bị mấy cô tiểu thư giữ lại. Ôi chao, Vi Nhan, em nhìn gì thế? Cánh đàn ông ấy mà, bọn họ chỉ trêu đùa vài câu thôi. Không sao đâu, đừng nhìn nữa, mình nói chuyện của mình đi, không sao đâu. Đúng đó, em gái, nghe nói nhà em làm trang trí và thiết kế nội thất à, vừa hay. Khương Vi Nhan rất lo lắng, nhưng bên Tiêu Chính Văn có vẻ như không xảy gì chuyện gì, nên cũng yên tâm phần nào, tiếp tục tán gẫu cùng mấy cô thiên kim tiểu thư. Nhưng ở bên Tiêu Chính Văn, Bạch Thanh Xuyên kiêu căng liếc xéo Tiêu Chính Văn đang giữ vẻ mặt u ám không nói lời nào, thế này đi, tôi cho anh 5 triệu tệ để anh rời xa Khương Vi Nhan. Dứt lời hắn lấy điện thoại ra định chuyển khoản. Nhưng sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn lạnh tanh, nhìn thẳng vào Bạch Thạch Xuyên, nói anh là ai? Bạch Thạch Xuyên sững sờ, xung quanh vang lên tiếng cười khẩy chế nhạo. Anh không biết tôi là ai ư? Bạch Thạch Xuyên cười nhạt. Tiêu Chính Văn lắc đầu, cần thiết phải biết à? Bạch Thạch Xuyên nhíu mày, giơ ngón tay trỏ dí vào ngực Tiêu Chính Văn, nhớ cho kỹ, tôi là Bạch Thạch Xuyên, tam thiếu gia nhà họ Bạch ở tỉnh. Nói xong, hắn vênh mặt đầy kiêu căng, chờ đợi câu xin lỗi vì đã vô lễ từ Tiêu Chính Văn. Bởi vì hắn cho rằng, với thân phận của mình thì có thể khiến nhiều người phải cúi đầu kính cẩn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề xin lỗi, trái lại, còn giơ tay phủi ngực, lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên, nếu còn có lần sau nữa thì tôi bẻ gãy ngón tay của anh. Chương 480, tự tìm đường chết. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, mọi người đều sửng sốt. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không phải chứ? Anh ta dám nói với Bạch Thanh Xuyên như vậy sao? Bẻ gãy ngón tay Bạch Thanh Xuyên. Bạch Thanh Xuyên cũng sững sờ, đáy mắt lóe lên vẻ u ám, lạnh lùng nói, anh nói gì cơ? Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh lẽo, nhìn Bạch Thanh Xuyên trước mặt với ánh mắt sắc bén, nói tôi nhắc lại lần nữa, nếu còn có lần sau thì anh không còn đứng để nói chuyện với tôi đâu. Ha ha ha. Bạch Thanh Xuyên nghe thấy thế thì bật cười, sau đó ánh mắt tỏ vẻ châm chọc, nói Tiêu Chính Văn, anh cũng ngông cuồng lắm. Nhưng anh có tự tin để nói ra những lời như vậy sao? Bạch Thanh Xuyên tôi là tam thiếu gia của nhà họ Bạch ở tỉnh, thân phận địa vị của tôi cao hơn nhiều so với một thằng vô dụng ăn bám làm vệ sĩ. Tôi muốn giết anh thì đơn giản dễ dàng như giết một con kiến. Bây giờ anh hãy quỳ xuống xin lỗi tôi vì lời nói và hành động vừa rồi đi. Nếu không anh sẽ phải hối hận. Bạch Thanh Xuyên nói xong, mấy tên đàn em bên cạnh hắn cũng nhao nhao chửi rủa. Phải đấy, lập tức quỳ xuống xin lỗi thiếu gia Bạch đi. Thật là vinh váo, dám ăn nói với thiếu gia Bạch như vậy, đúng là thằng chó không biết sống chết là gì. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thằng khốn, đắc tội thiếu gia Bạch thì mày chết chắc rồi. Đối mặt với sự chỉ trích và mắng mỏ của mọi người, Tiêu Chính Văn vẫn tỏ vẻ thản nhiên, đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn Bạch Thanh Xuyên, nói tam thiếu gia của nhà họ Bạch ở tỉnh à. Ha ha! Bạch Thanh Xuyên cười ngạo mạn, đáp đúng vậy, sao nào, bây giờ anh biết rồi à. Nhưng đã muộn rồi, anh hãy quỳ xuống xin lỗi vì lời nói và hành động vừa rồi của mình đi, sau đó cầm 5 triệu và rời xa tiểu thư Khương. Dứt lời, Bạch Thanh Xuyên lại ra tay, dí vào lồng ngực Tiêu Chính Văn. Lần này thì, rắc, bên tai mọi người đột nhiên vang lên tiếng động. Tiêu Chính Văn lập tức ra tay, túm lấy ngón tay của Bạch Thanh Xuyên, dùng sức vặn một góc 90 độ. A a a, Bạch Thanh Xuyên hét lên thảm thiết, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn, ôm ngón tay đã bị bẻ lệch lên trên 90 độ, mồ hôi to như hạt đậu túa ra. Mày dám bẻ gãy ngón tay tao, mắt Bạch Thanh Xuyên đỏ ngầu, phẫn nộ gào lên. Lúc này, đám đàn em bên cạnh hắn cũng sững sờ, không khỏi hít vào khí lạnh.
Tên Tiêu Chính Văn này thật là dữ dằn quá đi. Không ngờ dám bẻ gãy ngón tay của Bạch Thanh Xuyên thật. Bọn họ tức giận chỉ vào Tiêu Chính Văn gào lên. Mẹ kiếp, mày dám bẻ gãy ngón tay của thiếu gia Bạch thật sao? Thằng khốn, mày chết chắc rồi. Lần này, cho dù là thần tiên cũng không cứu nổi mày đâu. Mày có biết thân phận địa vị của thiếu gia Bạch không? Đó là người được yêu chiều nhất nhà họ Bạch đấy. Lương Thiên Thụy đứng trong đám người cũng kinh hãi, không ngờ Tiêu Chính Văn lại cứng rắn như vậy, dám ra tay với Bạch Thanh Xuyên thật. Hắn vừa tức giận vừa vui mừng. Tốt quá! Thế là không cần hắn phải ra tay rồi. Thằng ngu Tiêu Chính Văn này đắc tội với Bạch Thanh Xuyên của nhà họ Bạch ở tỉnh, thì chắc chắn chỉ có đường chết. Thiếu gia Bạch, anh không sao chứ? Lúc này, Lương Thiên Thụy đứng ra, đầu tiên là nhìn vết thương của Bạch Thanh Xuyên, sau đó mắng mỏ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, sao anh có thể làm vậy hả? Anh làm vậy, đúng là quá lỗ mãng. Anh có biết thiếu gia Bạch ở tỉnh đại diện cho cái gì không? Anh có biết đắc tội thiếu gia Bạch sẽ có hậu quả gì không? Vẻ mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, đáp, người không phạm tôi thì tôi không phạm người, tôi đã cảnh cáo anh ta rồi, đây là anh ta tự chuốc lấy. Nếu là trước đây thì hiện giờ anh ta đã thành một cái xác rồi. Tôn nghiêm của chủ soái Bắc Lương không được phép mạo phạm. Một thiếu gia của nhà họ Bạch ở tỉnh nhỏ nhoi, mà dám mạo phạm thiên uy của chủ soái Bắc Lương, đúng là chán sống. Nếu là trước kia thì nhà họ Bạch ở tỉnh lúc này đã biến mất rồi. Mọi người nghe thấy thế, đều mắng Tiêu Chính Văn là ngông cuồng và vênh váo. Sắc mặt Bạch Thanh Xuyên tái xanh, ôm ngón tay cong 90 độ, mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Chính Văn, thấp giọng gầm lên, Tiêu Chính Văn. Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, mày chết chắc rồi, xông lên đi, phế bỏ hai tay anh ta. Mấy tên đàn em nghe thấy thế, đang định ra tay với Tiêu Chính Văn. Nhưng đám thiếu gia nhà giàu này đâu phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, mấy tiếng bốp bốp vang lên, 4-5 tên liền ngã xuống bong tàu, ai nấy ôm cánh tay và bụng, kêu la ai oán. Còn mấy thiếu gia còn lại, nhìn thấy Tiêu Chính Văn mạnh như vậy, đều thấy hơi sợ hãi lùi lại trốn đi. Ở bên này, Khương Vi Nhan và mấy tiểu thư nhà giàu cũng thấy bên này xảy ra chuyện, tất cả đều đứng dậy xuống tới. Vãi, thiếu gia Bạch, tay anh làm sao thế này? Mấy người có chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau thế? Tiêu Chính Văn, là anh ra tay sao? Bị mấy cô tiểu thư nhà giàu chất vấn, vẻ mặt Tiêu Chính Văn vẫn ung dung, nhìn Khương Vi Nhan đang bước về phía mình, bảo vệ cô ở phía sau. Chính Văn, có chuyện gì vậy? Sao anh lại đánh nhau với bọn họ? Lúc này, trong lòng Khương Vi Nhan vô cùng sợ hãi, cô yếu ớt hỏi. Tiêu Chính Văn chỉ nói một câu, bởi vì bọn họ đáng đánh. Ở bên này, hai mắt Bạch Thanh Xuyên long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn, đây là mày tự tìm đường chết đấy nhé. Tao cho mày cơ hội cuối cùng, quỳ xuống chịu hình phạt của tao. Nếu không, cả mày và vợ mày đều phải chết. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì nhíu mày, đôi mắt bắn ra sự lạnh lẽo. Anh đang đe dọa tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Bạch Thanh Xuyên cười dữ tợn, đáp đúng thế. Uy hiếp mày thì sao chứ? Nhà họ Bạch tao chỉ cần một câu nói, là có thể tiêu diệt nhà họ Khương. Mày có gì để đấu với tao nào? Lúc này, Khương Vi Nhan cũng đã hiểu rõ tình hình, cô vội vàng đứng ra, cúi người nói với Bạch Thanh Xuyên, thiếu gia Bạch, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, chồng tôi làm việc hơi hấp tấp, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh, tôi sẽ bồi thường tiền thuốc men cho anh, xin anh hãy tha cho tôi và anh ấy. Bạch Thanh Xuyên nhíu mày. Lạnh lùng nhìn Khương Vi Nhan, nói, Khương Vi Nhan, cô tưởng tôi thiếu tiền à? Khương Vi Nhan sững sờ, không biết nói gì. Sau đó, Bạch Thanh Xuyên nở nụ cười gian xảo, nói, nhưng, chỉ cần cô theo tôi một tháng, tôi sẽ không truy cứu nữa, cô thấy sao? Hắn vừa nói xong, mấy tên đàn em đã vội vàng nói. Khương Vi Nhan, đây là cơ hội trời cho đấy, lọt vào mắt xanh của thiếu gia Bạch là phúc cô tu được từ kiếp trước. Phải đấy, còn không mau cảm ơn thiếu gia Bạch đi. Một thằng vô dụng ăn bám sao có thể so với thiếu gia Bạch của chúng tôi chứ? Ở bên anh ấy một tháng là có thể kiếm được số tiền mà cả đời này cô cũng không kiếm được. Nghe bọn họ nói vậy, Khương Vi Nhan chớp mắt, hai bàn tay siết chặt, trong lòng vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.
Đúng lúc này thì Tiêu Chính Văn đứng ra, vùng nắm đấm lên, nói, xem ra thiếu gia Bạch vẫn chưa nhớ đời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.